Ok. Rồi. Rồi chỉ cho mọi người biết là cái sự hiệu quả của khối ưu từ khóa ha. Thì mình có các bạn lên, các bạn nào thấy mình đã chia sẻ cái cách là tạo tạo nội tạo cái trang YouTube thương hiệu cho các bạn. Khi mà các bạn làm YouTube á, thì chỉ nên là tạo một cái kênh YouTube thương hiệu ha. Tức là một tài khoản YouTube á, thì các bạn có thể tạo nhiều cái tài khoản YouTube thương hiệu. Nó giống như là một cái Facebook á, một cái Facebook cá nhân, các bạn có thể tạo nhiều fanpage kiểu vậy á. Thì cái Facebook, cái fanpage, cái YouTube mà thương hiệu á, thì nó sẽ cho các bạn được nhiều thứ để các bạn tối ưu hơn. À, và một tài khoản YouTube có thể tạo nhiều cái tài khoản YouTube thương hiệu ha. Đó, để các bạn là sau này các bạn chỉnh sửa rồi các bạn nó có studio rồi các bạn có rất là nhiều cái tính năng mà để mình đo lường và mình tối ưu hóa cái kênh YouTube của mình. Còn khi mà các bạn có tài khoản cá nhân giống như mình đang xài tài khoản Google, tài khoản Gmail các bạn đăng nhập vô thì các bạn cũng chỉ là đăng video thông thường thôi. Và mình cũng có thể tối ưu, nhưng mà việc đo lường và tối ưu hóa nó kém. Rồi mình ví dụ như là này Phú Mỹ ha. Đó. Thì thông thường khách hàng giống như hồi nãy mình đã chia sẻ với các bạn là cách tìm kiếm cái từ khóa rồi đúng không? Cái cách tìm kiếm từ khóa rồi. Nó bắt đầu là khách hàng người ta sẽ tự tìm những từ khóa gì, các bạn lên thử đọc liệt kê ra, bắt đầu bạn thử search thử xem là có những video nào còn cạnh tranh hay không để mình biết được là đối thủ mình nó như thế nào. Thương hiệu khác ở giống như mình nói, cái tài khoản thương hiệu thì các bạn có thể tạo nhiều tài khoản, và khi mà các bạn tạo tài khoản thương hiệu thì nó là phân loại ra giống như các bạn là một người làm phát triển kênh chuyên nghiệp mà, chứ không phải là các bạn tạo một cái kênh từ cái tài khoản cá nhân, thì thằng YouTube nó hiểu được là bạn là người phát triển nội dung, bạn là người sáng tạo nội dung nó kiểu vậy đó, thì bạn sẽ được nhiều hơn. Rồi đây là cái video mà mình thì nó đang hôm trước thì nó là nằm top top 3, thì hôm nay là nó nằm top 5, top 4, còn cái kênh đây thì mình nằm top 4 thôi. Bằng cách mình tôi ví dụ như Thành này nè, Thành cũng là nằm top 1 từ trước giờ luôn, khi mà gõ từ khóa đó là khả năng cái video này là Thành mang lại rất nhiều khách hàng, nhưng mà chẳng tốn gì hết, chỉ có tốn công tốn ưu thôi các bạn, làm video và tốn ưu đó. Đây là cái nội dung mà Thành tốt ưu này đó, các bạn xem khách hàng đó, bình luận này đó. Rồi Thành sẽ là thêm cái thông tin cá nhân dưới đây, rồi Facebook, đăng ký kênh này, thông tin liên hệ, đây là những từ khóa Thành chạy vô này, đây là thông tin của nội dung của mà cái video này nói. Bạn nào đang tiếng hơi ồn à, sắp tiếng. Rồi thì bây giờ mình sẽ vô mình search lại nha, xem là có phát hiện còn cái video đó, mình sẽ phân tích với các bạn là mình nên rồi vô vô cái kênh đây. Vô cái kênh của mình luôn đi, audio đi. Đây là cái trang quản lý video trên YouTube nha các bạn. Thì mình sẽ tập trung tối ưu trên YouTube trước, còn Facebook thì nó cũng đơn giản thôi, mình sẽ chỉ với bạn sau.
À, hơi chậm à. Mà hơi chậm nha các bạn, chịu khó đợi xíu. Rồi. Khi mà các bạn vô trang web này nè, các bạn nhớ nên nên, nên nhớ lưu lại những bước như này nha. Chứ không là quên á, nhiều khi là nó bị hỏng hỏng kiến thức á. Mình không sao chuỗi được. Đây. Đây là video mình Đức Nhân quay được vài tháng rồi. Thì trong trong YouTube á, thì nó sẽ có là tiêu đề này các bạn. Các bạn có thể chỉnh sửa. Thứ hai là mô tả các bạn nhập vô. À, đó là hai cái quan trọng nhất. Tiếp theo đó là cái đây là cái thumbnail, tức là cái ảnh đại ảnh thu nhỏ của video nha các bạn. Đây là ảnh thu nhỏ của video thì mình cũng có sẽ là tạo một cái hình để mình gắn vô video trong cái mục này nè các bạn. Đây nè. Thông thường là video nếu mà các bạn không gắn đó thì nó sẽ lấy ngẫu nhiên trong trong cái chiều dài trong cái nội dung video các bạn có, họ sẽ YouTube nó sẽ gắn, nó sẽ lấy ngẫu nhiên một trong những cái hình trong suốt chiều dài của video. Còn không thì mình sẽ tạo một cái thumbnail, lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cách tạo một thumbnail. Đó, làm sao để thu hút khách hàng ta kích vô thì cái tỷ lệ cái gọi là sự hút thu hút khách hàng khi mà khách hàng nhìn vô cái thumbnail của ta bấm vô cái video các bạn xem đó, thì nó cũng rất là quan trọng nha. Tại vì đó, nếu mà các bạn để một cái hình trong cái nội dung video như này nè, khách hàng người ta sẽ không biết. Tại vì người ta không có thời gian, người ta không có thói quen đọc cái tiêu đề đâu các bạn. Người ta sẽ muốn nhìn cái hình ảnh thumbnail, tức là hình ảnh thu nhỏ của video nhiều hơn là người ta sẽ đọc tiêu đề. Người ta đọc nhìn cái thumbnail trước xong rồi người ta sẽ nhìn xuống cái tiêu đề các bạn. Đó. Rồi thì YouTube các bạn này, các bạn sẽ sử dụng cho mình cái công cụ gọi là VidIQ. VidIQ. Đó, các bạn lên search cái công cụ này để mình đưa nó vô cái nền tảng YouTube, đưa vô cái công cụ trên YouTube này, cái này các bạn. Để mình đo lường được cái từ khóa của mình nó có hiệu quả hay không, và bên cái thằng VidIQ này nó sẽ tối ưu cho các bạn luôn. Đây nè. Nó sẽ có những cái gợi ý để các bạn thêm từ khóa vô. Đây nè, đây là cái thứ hạng từ khóa khi mình thêm vô. Đây mình nhắc nhắc lại cho các bạn nha. Trong cái nội dung của video thì các bạn có thể là thêm tiêu đề, sau đó là thêm mô tả và thêm cái thumbnail của video. Tiếp theo nữa là mình sẽ thêm được cái từ khóa của video đó. À, cái này mới là quan trọng. À, cái này mới là quan trọng. Các bạn mà nếu mà các bạn đăng video mà cảm giác như video nó hay chất lượng ấy, mà mình nghĩ tại sao người ta không xem nhiều á, tại vì là cái này đa phần là cái này, ví dụ như đây là cái từ khóa mà mình đang search đất một này, đất nền thị xã Phú Mỹ. Nếu mà bây giờ search Google, search YouTube thì từ khóa này, search từ khóa này trên YouTube thì cái video mình sẽ top 1 hoặc top 2 nha, lâu lâu nó nhảy top 1 top 2. Đây nè, là cái từ khóa mình là cho là cái từ khóa chính thì mình đưa lên đầu tiên ha. À, anh em chỗ này hiểu không? Bật mic lên nha, bật mic lên nói tương tác với nhau đi, ai cũng được, cứ bật mic lên tương tác. Mọi người nghe rõ không? Hiểu không? Mọi người hiểu Hiểu anh ơi, hay quá. không? Cảm ơn em Mai. Ủa anh Nhân ơi, làm sao mà nó hiện cái số thăng một đồ lên vậy anh Nhân? Đây này, cái VidIQ á, các anh cứ tải cái này về là được.
Cái Cái IQ nào lên lên Google search hoặc là lên cái tiện ích của Chrome á, đây nè. Đó. Bạn đúng tải đúng cái này thôi nè, bấm cái Google là nó ra cái này luôn. Trên Chrome luôn, bấm vô cài thôi. Từ khóa từ từ đó, mình đang hướng dẫn cho mọi người biết là cái vị trí của mình tối ưu như nào, rồi bắt đầu lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn đưa cái từ khóa vô làm sao để khi mà khách hàng nhập từ khóa nó sẽ lên ha. Đây là đầu tiên các bạn vô cài cái ứng dụng này nha, bắt buộc là phải khi mà tối ưu là phải sử dụng máy tính mà chứ không có sử dụng được điện thoại ha. Rồi đây là cái vị trí mình chèn từ khóa đâu đó, thì hồi nãy các bạn nhớ không, khi mà mình lọc ra những cái từ khóa mà khách hàng có thể sức tìm kiếm, hoặc là từ những cái từ khóa này thằng YouTube nó sẽ hiểu là nội những cái video khác tương tự nó sẽ có chứa những từ khóa này. Ví dụ như cái từ khóa nào mà video kia nó đã tập trung là nó đưa luôn từ khóa chính thì mình khó cạnh tranh đúng không, nhưng mà mình tối ưu tốt thì mà cái từ khóa và video của mình cũng có thể lên top các bạn, chứ không không phải là video kia là nó nói chung cái thuật toán của nó rất là nhiều thứ, ví dụ như là thời gian tải lên nè, chất lượng video nè, thời lượng video nè, cái kênh nó uy tín hay không, là bao nhiêu người sub nè đó, rồi mình cái chia sẻ mạnh hay không, đó là những cái yếu tố mà khiến cho thằng YouTube nó cũng ảnh hưởng tới thứ hạng của video của bạn. Thì lát nữa mình sẽ chỉ cho bạn một cái mẹo để các bạn mới đăng video, những video đầu tiên á được lên top luôn. Đầu tiên là lọc từ khóa đúng không, bây giờ mình nhắc lại nè. Đó, giờ đầu tiên là các bạn lọc từ khóa đúng không, xong tôi nói là xác định ra một hoặc hai cái từ khóa chính thì nó sẽ nằm trên cái tiêu đề này các bạn. À, ví dụ nha, đất nền thị xã Phú Mỹ nè, đó là cái từ khóa chính của Nhân, nhưng mà cái đất đất nền Phú Mỹ là cũng thuộc từ khóa chính của Nhân, thì Nhân sẽ đưa lên là tiêu đề và một cái dòng đầu tiên của mô tả, đúng chưa? Đó, hai hai cái. Còn những cái từ khóa phụ mình sẽ cho nó rải rác ở trong cái phần mô tả, cái phần mô tả là mình sẽ cho nó rải rác những cái từ khóa mà các bạn nghĩ là khả năng khách hàng đưa lên nhiều, khách hàng tìm kiếm nhiều thì các bạn sẽ viết cho nó chỉnh chu. Còn những cái từ khóa phụ thì các bạn cũng có thể là chèn nó phía dưới này nè, nếu mà mình các bạn có thời gian và các bạn thấy nó là cần á, thì các bạn cũng có thể lên và các bạn chỉnh sửa lại, viết thành một cái đoạn văn nó bài bản hơn, ví dụ như đầu tư đất nền Phú Mỹ ở đâu là một câu hỏi mà Nhân nghĩ lát không mà Nhân nghĩ là rất nhiều người quan tâm đó. Thực ra cái câu đề cái câu này nó thực sự nó ít người để ý, tại vì cái tâm lý của người xem, người ta vô YouTube người ta xem là người ta sẽ muốn xem thôi, người ta ít có đọc đó, nên á các bạn đưa vô đây thực ra để cho cái thằng YouTube nó hiểu là mình không phải là người đi spam, mình không phải là người spam từ khóa, mình chỉ có tập trung là mình gọi là mình chỉ là người mà đưa thông tin đó và một cách hoàn chỉnh, cho dù các bạn mà viết nó gọi là nghe đọc nó rất là lãng xẹt, nhưng mà nó miễn sao là nó thành câu để cho cái người thằng YouTube nó hiểu là mình không spam đó. Rồi qua nè, một thời gian tìm hiểu, cái chỗ này mình sẽ chỉnh làm xíu để mọi người hiểu cái chỗ này, thì nhận thấy đất nền Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu đang được sự quan tâm đang được rất nhiều khách hàng quan tâm đó. Cứ một từ khóa các bạn cứ viết một câu, nếu mà cái chủ đề và cái nội dung của bạn không có chứa nhiều từ khóa thì các bạn cứ lọc ra thêm những từ khóa xung quanh khác, miễn sao là nó đạt full cái chỗ này các bạn. Đây nè, cái chỗ này thì cái thằng YouTube nó chỉ cho các bạn là tối đa là 500 ký tự thôi các bạn, 500 ký tự để các bạn gọi là nhập từ khóa của tôi, chứ nó không có cho nhiều nha. Thì cái đây là cái điểm mà thằng thằng Viết IQ nó đánh giá cho các bạn, đây là cái điểm mà
Cái điểm này là thằng viết IQ đánh giá này, đó số thẻ tab này, lượng thẻ tab này, số từ khóa này, từ khóa lặp lại này, đó đây là cái điểm mà thằng viết IQ miễn sao các bạn làm sao nó xanh là được. Xanh thì thứ nhất là các bạn phải đủ từ khóa, thứ hai là cái mô tả các bạn phải từ 1.000 tới 2.000 đó. Còn thằng viết IQ nó cũng hướng dẫn cho các bạn khi mà các bạn đăng đó. Đây nè, khi mà các bạn đăng này, đây này, nó sẽ hướng dẫn cho các bạn là nên làm những cái gì. Đầu tiên rồi nè, những cái x này là x đỏ nè, là mình chưa làm thì mình nên làm. Những cái tích xanh này là ok, đã chia sẻ lên Facebook là mình chia sẻ. Và có nhiều khi nó bị lỗi hoặc là nó chưa cập nhật, nó không biết là mình chia sẻ hay chưa nữa. Nhưng mà cái này nó không không, không quan trọng bằng những cái khác nè. Đây nè, ít nhất thẻ nè, màn hình kết thúc này, phụ đề nè, thêm vào danh sách phát nè, và bật chế độ công khai nè, trả lời một bình luận ngắn nhất gần nhất. Đó là thằng viết IQ nó sẽ cho bạn lên xanh. Thì thằng thằng viết IQ này thực ra là nó một cái đối tác của Google, một đối tác của YouTube, nó sẽ đánh giá, và nó ở trong cái nội bộ của thằng YouTube nó sẽ giống như là nó nhờ thằng này đánh giá là cái kênh đó hiệu quả không, rồi nó giúp giúp cho cái người dùng Facebook á, hay nhiều người dùng YouTube nó sẽ hoàn thiện hơn đó, kiểu vậy. Rồi bây giờ mình sâu chuỗi lại một tí để mọi người hiểu chỗ này nha, để mình làm sao cho nó hiệu quả. Các bạn nhớ đầu tiên là các bạn mà tìm từ khóa không, đúng không? Đầu tiên là tìm từ khóa và lọc ra một cho tới hai cái từ khóa chính mà khả năng khá xác suất khách hàng tìm kiếm nhiều nhất. Mình sẽ tập trung vô những cái từ khóa mà khách hàng sẽ tìm kiếm nhiều nhất đó. Ngoài ra là lọc những cái từ khóa phụ nữa, thì những cái bước, năm cái bước tìm kiếm từ khóa kia, các bạn tìm từ nhiều nhiều càng nhiều từ khóa càng tốt. Khi mà nó vượt cái số lượng ở bên dưới là 500 ký tự thì các bạn có thể là để dành ra đó, mình làm video khác mình sẽ chèn từ khóa nó vô, đúng không? Xong sau đó là mình viết một cái tiêu đề, tiêu đề phải thực sự hấp dẫn và nó vừa đủ thôi, nó từ 60 cho tới 80 ký tự thôi, 60 cho 80 ký tự và chứa từ khóa chính các bạn. Tiếp đó là cái trong cái phần mô tả các bạn phải đưa cái thông tin cái từ khóa vô, trong từ khóa chính trong cái câu đầu tiên vô thì nó sẽ tối ưu những từ khóa chính đó. Ngoài ra những từ khóa phụ các bạn cũng có thể là viết những cái đoạn văn kiểu kiểu như này, hoặc là các bạn có thể là chèn những từ khóa phụ vô phía dưới cùng đó. Ngoài ra cái hashtag cũng cực kỳ quan trọng các bạn, hashtag này cũng giống như Facebook đó. Thì nó sẽ gom những cái nội dung tương tự lại với nhau để cho khi mà khách hàng ta bấm vô cái hashtag, nó sẽ ra những cái danh mục, những cái nội dung, những cái video liên quan tới cái hashtag đó à. Rồi thêm một phần nữa là gì, các bạn phải thêm những cái mà YouTube nó cần. Thứ nhất là các bạn phải có cái Canva, cái màn hình thu nhỏ, cái thumbnail đó, màn hình thu nhỏ video. Thứ hai là các bạn phải đưa vô một cái danh sách phát. Thứ ba là các bạn phải thêm tiêu đề vô. Tiêu đề thì các bạn có thể là cho thằng Google nó nhập auto, nó nhập tự động, nó gọi là nó nhận diện cái giọng nói của mình, nó đưa cái con AI vô nó nhận diện và nó ra cái phụ đề tiếng Việt nha. Cái nữa là gì, khi mà cái giọng nói của mình á phát ra thì con AI nó hiểu là cái nội dung của mình nó nói về chủ đề đó nữa. Thì ngoài cái mô tả ra, cái giọng nói của mình mà rõ, cái giọng nói mình nó chính xác, thì nó thì cái con AI nó cũng nhận diện được là cái nội dung này nó sẽ chứa những từ khóa gì. Đó là một điểm cực kỳ hay của thằng YouTube à. Một cái nữa là gì, cái video của các bạn là nó phải thêm một cái mục nữa là các bạn phải chứa những cái gọi là phân mảnh ra. Một cái video phân mảnh ra là như nào, phân mảnh ra là các bạn phải chia đó, chia nhỏ cái video của bạn ra thành những cái thành những cái đoạn ngắn có thời lượng nhất định, giống như kiểu như này nè. Thì thằng YouTube nó sẽ tối ưu lên cả nền tảng là Google luôn các bạn, nên Google tìm kiếm luôn. Cái này là dùng miễn phí, cái viết IQ là dùng miễn phí nha, đừng có dùng trả phí, trả phí nó mắc lắm.
nói chung là nó hiệu quả, nhưng mà nó cái những cái phần mềm của nước ngoài nó hay, cái là nó cho mình được miễn phí là dùng được hết rồi. Đây nè, đây là cái đoạn mà mình sẽ ngắt ra nè. Ví dụ như mình trong cái phần mô tả của mình á, mình thêm cái mục này, tức là mình nhập ký tự giống y chang vậy luôn, thì cái thằng YouTube nó sẽ hiểu là mỗi đoạn ngắn trong này nó mình sẽ chia ra được nội dung cụ thể như thế nào. Cái này rất là hay nha. Thì thằng YouTube nó hiểu được là mình là một người làm việc rất là chăm chỉ, mình rất là cặn kẽ, mình rất là chi tiết trong cái nội dung video của mình, thì nó sẽ tối ưu hơn cho mình, tối ưu hơn những video khác ha. Đây nè, những điều kiện gì để cho chủ đầu tư được quyền bán nhà này, ví ở dụ mình thành? bấm vô chỗ này một phát nè, là nó nhảy qua một cái khung giây thời gian khác. Ví dụ khách hàng người ta muốn xem là vị trí như thế nào, ví dụ các bạn thêm cho nó là vị trí, thì khách hàng lướt xuống người ta sẽ thấy, hoặc là người ta rà rà trên cái tờ, trên cái con chuột trên này này, thì người ta sẽ thấy được. Hoặc là trong cái phần mềm, trong cái ứng dụng của YouTube á, nó sẽ list ra những cái đoạn nào để cho người ta cần, người ta sẽ bấm qua luôn đó. Nó rất là hay cái phần đó. Cái đó sơ sơ cho mọi người thôi, thì cái chỗ đó mình có thể là chèn từ khóa được luôn. Mình chi tiết mình cái chèn từ khóa được chưa. Rồi gì nữa ta, đó là tối ưu. Nói chung là mọi người cứ tải cái phần mềm viết IQ về. Nói chung là nó có thêm một phần mềm nữa là đây nè, Social Palette. Thì thực ra nó cũng giống giống như cái viết IQ thôi, nếu mọi người muốn thì tải thêm, còn không thì xài cái viết IQ là ok lắm rồi. Rồi đó là cái phần mà thêm từ khóa ha, trong phần mô tả. Thì tiếp thêm một cái nữa là gì, cái mẹo của nó là gì, thêm một cái mẹo nữa là nếu mà các bạn mới xây dựng kênh á, mới làm video á, thì thực ra chưa có nhiều người xem, chưa có thực sự nhiều khách hàng xem, có một cái mẹo như thế này nè. Các bạn trong cái phần mô tả, các bạn copy link của những cái video mà nó đã nổi tiếng, nó đã nhiều người xem, nhưng mà chung chủ đề nha các bạn, chung chủ đề, thì các bạn sẽ lấy cái đường link đó gắn vô cái nội dung phần mô tả của video mình. Và thằng YouTube nó hiểu được là cái video này có nội dung liên quan với nhau, nội dung liên quan với video của mình liên quan tới những cái video kia, thì nó sẽ tự động nó gợi ý vô những cái người mà đã xem những cái video trước đó. Đó là một cái mẹo. Có ai các bạn nào chat giùm mình ha, chat giùm mình cái những cái câu mà ngắn lại, tại vì mình không không, không có đưa vô cái nội dung đào tạo, thì nó tại vì nó hơi nhiều. Đáng lẽ là mình sẽ làm một cái video giống như hôm nay mình chia sẻ mọi người này, để cho mọi người xem lại luôn trước 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 cái buổi đào tạo này, nhưng mà bây giờ là nó không đủ thời gian á, thì mình sẽ khả năng mình sẽ làm lại. Nhưng mà mọi người nên chat với mình đi, chat ra đó để mọi người hiểu nắm được kiến thức hay hơn. Khi mà các bạn chat đó thì coi như mọi người là cũng cũng ghi chép rồi ha, tức là gắn link của video của đối thủ đã được nhiều người xem vô phần mô tả của mình. Sao im lặng thế? Anh em đã hết rồi, còn theo dõi không? Đúng Có rồi, rồi. chính xác luôn á. Ok, chính xác luôn, chồng bảo cho. Ok, cảm ơn mọi người. Cái phần này nó phù hợp cho những bạn mà mới mới vô nha, mới mới làm kênh nha. Thì miễn sao là nó chung chủ đề và mình cứ gắn vô thôi, tại vì thực ra thời gian đầu tiên người ta cũng ít biết cái kênh của mình lắm, và cái trong cái phần mô tả các bạn cứ gắn cuối cùng thì cũng không ra ai để ý đâu. Nhưng mà được cái là cái thằng YouTube nó sẽ hiểu được là nó có nội dung tương tự nhau ha. Rồi khi mà các bạn làm xong cái phần đó rồi á, khi mà các bạn đưa xong cái từ khóa luôn xong rồi, viết xong mô tả rồi, viết xong tiêu đề rồi, thì các bạn sẽ up lên. Và thêm một cái nữa là các bạn lên cái Canva và sử dụng hình ảnh trong Pixel này, hoặc là hình ảnh có sẵn của bạn,
Canva thì các bạn biết rồi đúng không? Trong trong cái trong Canva thì nó có cái gọi là rồi nó có rồi thumbnail thì vô Canva nha, ai bình luận với mình đi. Thumbnail thì vô Canva, thumbnail là ảnh thu nhỏ của video YouTube. Ảnh thu nhỏ các bạn vô Canva nè, bởi vì tại sao mình nói là hình thu nhỏ, hình thu nhỏ YouTube này các bạn. Đó. Bạn mới bấm vào đây thì nó sẽ có rất là nhiều cái đây nè, đó thấy chưa? Đây là những cái hình ảnh thu nhỏ mà nó rất là bắt mắt, hình ảnh rất là sáng sủa để mọi người có thể là bắt chước theo nó, tạo một cái hình ảnh thu nhỏ của video của các bạn. À, họ đưa ra cái tông màu nó rất là phù hợp với nhau luôn. Ví dụ như này, món ăn là toàn là thịt rồi màu đỏ thì họ lấy một cái màu rất là tương tự, và đặc biệt là họ đưa cái con người vô các bạn. Khi mà các bạn làm video thì các bạn cũng nên đưa cái con người các bạn vô giống như này, tại vì mình là chia sẻ mà, cái nên đưa cái con người mình lên thì người ta sẽ biết là khi mà người ta search thấy cái hình ảnh thu nhỏ của mình, họ sẽ vô, họ sẽ thích xem hơn là một một cái gì đó mà máy móc nó chia sẻ, nó kiểu vậy. Người ta thích, tóm lại là người ta thích gọi là tương tác một một. Ồ, quên quên chưa có chia sẻ cho mọi người. Rồi mọi người thấy thấy cái Canva chưa? Các bạn vô search cái từ khóa này nha, hình thu nhỏ YouTube, thì nó sẽ ra những cái mẫu này nè. Đó. Đó. Có người, người ta đã có người thiết kế cho các bạn luôn, các bạn quá sướng. Ừ. Đó. Đóng vô thử luôn này. Canva kéo thả rồi các bạn, quá đơn giản luôn. Canva kéo thả luôn. Đó, thói quen chăm sóc da của tôi làm đẹp bởi Hà An. Rồi. Ok chưa? Rồi các bạn bấm vô đây nè. Bạn ví dụ như là lô gốc cần bán gấp lô đất mặt tiền 20 mét. Đó, khi mà mình tập trung cái từ khóa là ví dụ như trung tâm Bình Dương kiểu vậy, thành phố đi, trung tâm thành phố Bình Dương, đó rồi thay cái chị này đi, thay cái chị này đi bằng cái trang, bằng cái hình ảnh của mình đó. Đó, kiểu vậy ha. Thì thông thường các bạn để cái hình ảnh của mình đó, nó nằm bên tay phải. Tại sao? Vì khi mà các bạn người ta tìm á thì cái thời lượng của video nó sẽ nằm góc này. Nếu mà các bạn để cái chữ vô mà nó đè cái thời lượng thì nó sẽ rất là khó chịu. Bạn để cái hình của bạn vô đây nè. Đúng không? Bạn để hình của bạn vô đây thì nó sẽ rất hay, và thông thường khách hàng người ta tìm á thì người ta cũng sẽ là muốn xem cái thumbnail, cái hình ảnh thu nhỏ nhiều hơn. Nên có nhiều người người ta lạm dụng cái việc này là bằng cách là người ta làm cái một gì đó nó khủng bố hơn, nó mang lại cảm xúc hơn. Ví dụ như Nhân cũng đã chuẩn bị nhiều cái hình ảnh, gọi là mình chịu nhiều chuẩn bị nhiều cái hình ảnh chụp trước sẵn đó. Mình kiếm ảnh mình chụp, mình chụp gọi là lố lăng hơn, mình kiểu bất ngờ này, hồi hộp lo sợ nè, là gọi là hốt hoảng nè, hoặc là cái buồn vui kiểu vậy á. Thì mình đưa lên cái Canva, người ta khi mà đưa vô cái hình ảnh thu nhỏ
thì khách hàng người ta sẽ giống như người ta sẽ bị thu hút hơn. Ví dụ như hốt hoảng quá, ví dụ như bên cạnh cái tờ đây là bán kẹt tiền bán gốc đó một lô đất kiểu vậy, thì người ta cảm giác như ồ, mang lại cảm xúc người ta là ồ, thằng này chắc là nó đang kẹt tiền, nó nói đúng này, mình vô mình xem thử đi đó kiểu vậy. Chứ còn ví dụ như cái hình ảnh rất là bình thường, ví dụ như khuôn mặt mà avatar của bạn đưa vô nó không có thể hiện nhiều thứ, là cái canvas là nó lợi hại cái chỗ đó. Cái thông cái hình ảnh thu nhỏ, đúng rồi đúng rồi. Cái thích rồi, có mấy mấy ông ví dụ như làm showbiz đó các bạn, mấy ông mà làm mà nội dung trong showbiz đó làm lố lăng lắm, làm cho người ta cứ phải kích vô, nhưng mà thực ra cái nội dung nó chẳng có gì hết đó đó. Ví dụ lố lăng, ví dụ như đưa mấy cái hình ảnh mà nghệ sĩ rồi đưa mấy hình ảnh nghệ sĩ làm hốt hoảng rồi vô, thực ra cái cả một cái chiều dài của video nó tới cả mấy chục phút, cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy cái chỗ nào hấp dẫn ấy. Nhưng mà cái đó là cái là thu hút người ta vô xem. Nhưng mà khi mà người ta vô xem rồi á, cái video của bạn mà đã chất lượng rồi người ta sẽ xem. Còn nếu mà các bạn mà dùng những cái hình ảnh mà thu nhỏ nó không có gì mấy đặc sắc, những cái hình ảnh mà nó sai cái nội dung á, thì tự nhiên các bạn vô khi mà các bạn xem các bạn cũng cảm giác như nó bị hụt hẫng, thì người ta sẽ out ra ngoài. Và khi mà người ta vô người ta out hoặc là người ta đánh, hoặc là đánh kiểu như là nội dung không liên quan á, tức là có nhiều người ta ác ý, người ta là report luôn các bạn, thì cái kênh của bạn, cái video đó, thậm chí cái kênh của bạn nó bị đánh giá thấp luôn. Bị đánh giá thấp chứ đừng có làm quá lố. Cái kiểu là đó là cái lời khuyên của nhân kiểu vậy thôi, lướt luôn, đúng rồi. Ok nha, đó cái phần đó là cái Canva rồi. Rồi ngoài ra thì các bạn cũng có thể lên cái trang web Bixel này, Bixel này, để các bạn có thể là tải những cái hình ảnh mà nó rất rực rỡ, rất rất đẹp mắt vô, về các bạn là chỉnh sửa và có thể là thêm những cái icon hay là thêm những cái hay hay cho trong Canva của mình. Thực ra Canva thì nó cũng có nhiều cái nội dung lắm rồi, mình xài không hết á, nhưng mà trên cái này thì nó có hình ảnh mới đẹp hơn. Rồi rồi căn hộ ví dụ cho bạn ha. Đó, trên này nó rất là nhiều cái hình ảnh mà nó tây và nó lạ mắt ha, mọi có thể lên để mình các bạn tải về và nhìn rất là sáng sủa, rất là sắc nét đó. Nhưng mà được cái là trên này ít có người dùng, tức là người Việt Nam mình ít có dùng á, nên các bạn lên đây có thể là các bạn tải về. Ví dụ như mình bữa trước mình tải, mình tìm kiếm là môi giới đi. Môi giới thì ra này này, thấy không? Những hình ảnh này các bạn tải về để đăng lên cái Canva, các bạn chỉnh sửa cái can cái thumbnail nó hay cũng được. Đó. Ok ha. Rồi. Windows 10. Ông nào để Windows 10. Nhìn nhân làm nghe đơn giản, đúng là đơn giản mà. Thì lát nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái quá trình nó làm việc như thế nào để các bạn tối ưu được thời gian và cái công sức mình làm cho nó hiệu quả ha. Rồi thì cái thời gian đầu tiên của các bạn á, khi ví dụ như các bạn đã làm xong một video rồi, thì đây là cái cách để các bạn được YouTube nó để ý hơn trong những thời gian đầu tiên, và đặc biệt á, là thằng YouTube nó sẽ tối ưu các bạn, đẩy các bạn đi nhanh hơn. Khi mà các bạn có xong video rồi đúng không, đăng lên thì các bạn để cái chế độ không công khai, chế độ đây nè, chế độ đây là không công khai này các bạn, mình có thể bật tắt chế độ này được, chỉnh sửa được hết đó, riêng tư, không công khai và công khai và lên lịch đó. Thì các bạn để cái chế độ không công khai, nhưng mà người khác khi mà bạn chia sẻ link nhất thì người ta cũng có thể xem được, người ta cũng có thể là cái thằng YouTube nó cũng sẽ tính lượt xem. Thì bằng cách là các bạn chia sẻ lên những cái nền tảng khác, ví dụ như Zalo này, các bạn gửi cho bạn bè trong cộng đồng công ty của bạn xem trước nè, không
gửi cho khách hàng xem nè, và đăng tin đưa cái đường link lên trang bất động sản.com.vn là cực kỳ hiệu quả luôn. Những cái trang như đăng tin á, thì khi mà người ta vô đó người ta xem thì cái nội dung những cái người mà đã truy cập vào bất động sản á, thì là nó biết được là cái là những cái người này, những cái ID này á, là quan tâm tới bất động sản mà tự nhiên xem cái video của mình á, thì là cực kỳ là nó hiểu được là cái nội dung video mình nói về bất động sản luôn. À, rất là hay nha. Cộng với là các bạn đăng chia sẻ đường link lên Facebook thì người ta cũng sẽ là có thể thấy. Các bạn đừng có chia sẻ trực tiếp nha, các bạn hạn chế chia sẻ trực tiếp. Nếu mà chia sẻ trực tiếp thì cái thằng Facebook nó hiểu được là các bạn đang kéo người của họ qua một cái nền tảng khác, thằng Facebook nó sẽ không thích đó. Thằng Facebook nó sẽ không thích, và khi mà các bạn làm vậy đó, thì Facebook nó sẽ bóp bóp kênh của bạn. À, rồi thì các bạn chia sẻ bằng cách là các bạn là chi tiết ở gì à, viết một cái đoạn gì đó xong bắt đầu là chi tiết dưới comment đó, là cách khách hàng thì là người ta sẽ xem cái trong phần bình luận, người ta kích vô người ta xem đó, thì cái bài đăng của các bạn nó không bị bóp tương tác. Thì khi mà các bạn cho cái video đó nó lên tới 100 view á, các bạn xem thì nó được vài view thôi các bạn, chính mình xem nha thì mình chỉ được vài view thôi, nhưng mà khi mà các bạn chia sẻ được 100 view á, mà sau đó được 100 view rồi, sau đó các bạn bật ở chế độ công khai, bật cái chế độ công khai, thì cái thằng YouTube á, là nó phát hiện ra cái video này nó hữu ích với nhiều người, có tới 100 người đã xem rồi, thì nó sẽ phân bổ đều ra những cái mà từ khóa các bạn đã tối ưu. Nó phân bổ đều ra, khả năng là các bạn lên 1.000 view rất là dễ trong thời gian đầu tiên đó. Đó là cái mẹo của những người các bạn mà mới làm, tại vì mình mất các công, mình đã là gọi là viết kịch bản, bạn dựng quay tối ưu cắt ghép chỉnh sửa, là tìm từ khóa rồi tối ưu nó lên rồi, đúng không? Thì các bạn cứ mạnh dạn chia sẻ thôi, chia sẻ thì mình có được cái gọi là cái được view, sau đó là các bạn có kéo được 100 người về. Và không quên là nói người ta subscribe của kênh của mình, thì tự nhiên cái video đó mà mang lại nhiều subscribe thì thằng YouTube nó cực kỳ nó thích luôn, nó cho các bạn gọi là lên lên đỉnh luôn. Trong thời gian đầu tiên, tự nhiên thời gian đầu tiên mà các bạn được cái sự thành công đó là quá hợp lý rồi, quá tốt rồi. Mà đặc biệt là đừng có nên là nên nên tạo những video mà chia sẻ thông tin hữu ích, thì mình chia sẻ là nhiều sẽ nhiều người được nhiều người chia sẻ hơn nữa. Đó là cái đơn giản thôi. Trước khi chưa đạt 100 view thì các bạn để chế độ không công khai. Nó có chế độ không công khai nè. Đó, cái chỗ này nó có chế độ không công khai. Khi mà các bạn đăng á, các bạn là để trong cái mục đó, trong cái phần cài đặt nó có chế độ không công khai nha. Mình sẽ làm một video hướng dẫn cụ thể hơn, nhưng mà chắc tầm vài ngày nữa ha. Rồi sau đó là các bạn, khi mà các bạn đăng được nhiều người xem rồi, các bạn bật lên cái độ công khai chỗ đây nè. Đó, đơn giản mà. Rồi, cái phần này có ai không hiểu không? Phải hỏi nha, mình còn có 1 tiếng lận. Hay là mọi người đã hiểu hết rồi, mọi người quá giỏi rồi. Không hiểu thì phải hỏi, không biết thì phải học, học xong là phải làm. Thế tấp, thế tấp là gì, là chỗ nào ta? Thế tấp là cái từ khóa đó, nhưng mà viết 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 sát vô cái dấu thăng đúng không anh? Dấu thăng thì giống như là cái hashtag đó. Hashtag đó là mình để ba cái hashtag thôi. Ba hashtag thì là thông thường là nhân sẽ để là cái tên của nhân là Nguyễn Đức Nhân đúng không, cộng thêm hashtag là hashtag của dự án hay là hashtag của thị trường, cộng thêm một cái chủ đề nào rộng khác nữa, ví dụ như là đầu tư đất nền, còn đó là chủ đề rộng. 500 ký tự đó là từ khóa, anh chỉ cần nhập từ khóa xong bắt đầu thêm dấu phẩy và nhập từ khóa khác là nó sẽ ra ha.
chỗ đó thì đương nhiên, khi mà bắt đầu tay làm thì nó hướng dẫn các bạn cụ thể hơn. Cứ viết một từ khóa ví dụ như này. Rồi, ok, hay lắm. Cứ phải là cứ hỏi nhiều vô. Đây mình chỉnh sửa nhanh. Rồi. Trong YouTube thì các bạn cứ thoải mái thêm số điện thoại, bỏ link vô thoải mái nha, không giới hạn gì hết. Còn thằng YouTube, à, thằng TikTok thì là nó cực kỳ nó ghét cái vụ đó luôn. Facebook nó cũng cũng khá là ghét là chia sẻ link. Các bạn cứ cứ đăng rồi chỉnh sửa cũng được, đăng rồi xong là chỉnh sửa cũng được, hoặc là trước khi đăng chỉnh sửa là hay hơn thì nó lên một phát lên luôn. Còn ví dụ như mình cứ chỉnh sửa hoài thì cái thằng YouTube nó hiểu là ông này cứ là có vấn đề gì hay sao mà cứ là vô chỉnh sửa, nó kiểu vậy ha. Đăng rồi chỉnh sửa cũng được, nhưng mà tốt hơn hết là nên nên vô chỉnh sửa rồi đó, chỉnh sửa rồi đăng ha. Đây là một video khác nha, thì cái nội dung này á, thì là mình tối ưu nó hơi dở, nhưng mà được cái là nó đánh giá như này là ok rồi, đánh giá màu xanh dương là xanh lá cây rồi ok ha. À, thì đây là những cái từ khóa này, ví dụ như bây giờ mình bỏ chỗ này đi, ít đi rồi nè, Dubai Bà Rịa nè, tức là cái dự án này mình search ở ra. Rồi, ví dụ như đây là bây giờ mình nhập từ khóa mới nè, ví dụ như nè, Nguyễn Đức Nhân, enter một phát họ là dấu phẩy là nó sẽ ra đó, là vừa nhập phát là mình biết là cái vị trí mình đang ở đâu liền, đúng không? Thì ở trên này tại vì chắc là nó có cái tự chữ Nguyễn Đức Nhân rồi, trong phần mô tả này Đức Nhân nè. Đó, đầu tiên là các bạn cứ nhập từ khóa vô đây hết nha, nhập từ khóa vô cái phần này hết, sau bắt đầu là mình có cái phần copy nè, sau dép thẻ tag nè, sau bắt đầu là các bạn dán lên này hết, dán lên phần mô tả, sau bắt đầu mình viết cái từ khóa nó nè, các bạn thấy mình viết không lằng nhằng không, nhưng mà đọc vô là nó có nghĩa hết nha. Nè, vị trí đã có sổ nền đưa nền công chứng này. Nè, đất nền Vũng Tàu và đất nền Bà Rịa Vũng Tàu, đó là từ khóa thấy không? Nè, khu đất nền giá rẻ này, đó là từ khóa. Đúng không? Rồi, tiềm năng bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu, đó là từ khóa. Đúng chưa? Chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng cũng là một cái từ khóa. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu cũng là từ khóa, khi người ta search thì khả năng nó sẽ cũng sẽ ra. Nhưng mà nó nằm ở dưới một xíu thôi. Rồi ok nha mọi người. Cái chỗ này ok nha. Mặc định bán hàng đúng không? Nguyễn Thanh Hằng, em nói cụ thể hơn được không? Tức là em đăng ở đâu? Em đăng ở đâu? Facebook, nhưng mà em đăng ở đâu á thì là nó nếu mà em đăng là em đăng trên Facebook cá nhân thì nó cũng hiển thị là bán hàng. Đăng lên bán Facebook cá nhân thì nó cực kỳ là nó ghét mình là bán hàng, thà mình để bán hàng ngay từ đầu đúng không? Đang bán cái gì nó mới chuyển qua cái vụ đó, nhưng mà nó bóp tương tác lắm. Ôi trời, bán bảo hiểm à? Bán bảo hiểm không? Bán bảo hiểm hồi giờ mình chưa biết nữa. Bảo hiểm thì đăng cá nhân cũng được, nhưng mà mình đừng có nói về cái sản phẩm, mình nói về cái lợi ích gì đó, đừng có phân tích về một vấn đề đó, đừng có nói về sản phẩm. Khi mà nói về tiền bạc hay là mua bán, là nói chung là Facebook nó thông minh lắm, nó biết được những, nó có những cái từ khóa là nó biết được là mình đang là làm bên lĩnh vực gì, mình có bán hàng hay không. Đó, chia sẻ thì sẽ được. Rồi, đây là hai cái công cụ.
Tiếp theo là hai cái công cụ nè, đó là trên cái phần YouTube ha. Thì khi mà các bạn đăng lên YouTube thì các bạn thấy các bạn đã có cái video là 16 tiếng, thì các bạn chỉ cần các bạn đăng, các bạn vô Cam Master một lần nữa, các bạn chuyển qua cái chế độ tạo cái dự án và với cái tỷ lệ khung hình là 1:1 thì các bạn sẽ có một video vuông, thì các bạn sẽ có thể là đăng lên YouTube, đăng lên Facebook. Facebook thì các bạn dùng cái ứng dụng này tên là trên mobile, hoặc là các bạn dùng cái ứng dụng dùng cái trên web thì các bạn cũng vô studio thì nó cũng có cái phần từ khóa, có tiêu đề, có nội dung, có thumbnail luôn các bạn, có hình ảnh tôi nhỏ nha đó. Nhưng mà cái từ khóa nó không tối ưu bằng YouTube, nó không có phức tạp bằng YouTube. Facebook nó rất là đơn giản, chủ yếu là cái nội dung của các bạn thôi. Thì nó cũng có là tiêu đề, nội dung, từ khóa và phần thumbnail, tức là cái hình ảnh nhỏ thu nhỏ. Đó là hai cái ứng dụng ha. Các bạn cài hết hai cái này nha. Khi bạn đăng thì đăng lên hai cái này nó tối ưu, nó dễ hơn. Rồi. Đó là gọi như là gần xong rồi đó. Gần xong cái nội dung rồi đó. Nói chung cái phần tối ưu thì nó chỉ có tập trung thời gian đầu tiên thôi. Thời gian đầu tiên thì các bạn sẽ phải tập trung tối ưu nhiều hơn. Còn cái sau này thì các bạn khi mà các bạn biết làm rồi, các bạn đã có lượng fan, đã có lượt sub rồi thì tối ưu những cái từ khóa chính được rồi, không cần phải ngâm cứu gì nhiều. Tiêu đề lúc đó là các bạn có thể bán hàng rồi, các bạn đã có khách rồi, bạn đã làm chủ một thị trường rồi thì các bạn làm nó đơn giản hơn rất nhiều. Thời gian đầu tiên thì mình muốn hướng dẫn các bạn cụ thể như thế này. Thì bây giờ các bạn có video sẵn đây thì các bạn bây giờ có thể áp dụng được luôn, áp dụng xem cái thành quả của mình là chỉ cần các bạn tối ưu, các bạn đăng, các bạn chia sẻ xong sau đó là có lượng view đúng không, xong boost click là nó thành lên chế độ công khai. Lên chế độ công khai xong là các bạn có thể là tối ưu lên top rồi. Khi mà khách hàng lên YouTube người ta search thì cái video của bạn vô đầu tiên. Khi mà khách hàng đã vô YouTube search thì có khả năng là những người đó người ta sẽ liên hệ cho mình sớm, nếu mà các bạn có đưa cái thông tin liên hệ ở dưới. Điện thoại không sao đâu, thằng Facebook nó kiểu như cái phần mà bán hàng trong trong cá nhân á, tức là mình đăng á thì hình như là nó cho mình hiển thị, nó cho mình tích vô cái phần bạn đang bán, có phải mà khi mà xác nhận thì nó mới hiển thị chứ đâu phải là ấy đâu. Tắt thì xóa đi thôi mà không sao đâu, cái đó thì kiểu như là nó đang thử nghiệm thôi, còn nó cũng không bóp tương tác những cái khác đâu. Cho mình đăng có nhiều khi mình đăng có nhiều thứ mà nó không có, cũng bán hàng mà nó đâu có hiển thị đâu, giống như bài chia sẻ bình thường, không xác nhận nó vẫn gắn mác bán hàng. Đăng YouTube short dạng video dọc là tự được. Đúng rồi, đăng YouTube short là để video dọc là tỷ lệ 9:16. Thì đây là trong cái phần này nè, chia sẻ nha. Rồi. Rồi YouTube ha. Đây. Short đây. Rồi đây. YouTube Short này các bạn. Nè. Rồi bấm vô phần này nè, đó là những cái video mà nó đang được kiểu TikTok cũng lướt lên vậy đó. Nhưng mà khi các bạn tạo đúng không, khi bạn tạo đóng vô đây, ủa sao kỳ ta, rồi bấm vô đây đó. Không thích hợp à? Bấm vào đây tạo video ngắn đó,
Đúng rồi đây. Đúng rồi vậy. Tải lên nè. Tải lên nè. 10 sai lầm cần tránh khi telesale. Đầu tiên là thể hiện sự đó. Nó gọi là duyên số đó. Sai từ câu chào đầu tiên. 4 giây đầu tiên. Máy tính à? Máy tính thì hình như là hồi giờ mình chưa có đăng bao giờ. Hồi xưa là nó có cái vụ là các bạn gắn cái hashtag phía sau là shop á. À. Khi mà các bạn gắn cái hashtag phía sau là shop á thì là tự động nó sẽ hiểu là cái video đó là giờ của shop. Rồi. Em luôn. Máy tính thì lâu nay không đăng nha, mình không biết nha. Đó, sai lầm còn thắng rồi, đó là anh tải lên thôi. Rồi ok đó. Đó. Đây này nó có cái ký hiệu shop là ok này. Thấy không các bạn? Đó. Còn tìm máy tính thì mình không biết. Rồi anh em có câu hỏi gì nữa không? Họ hỏi luôn đi, mình là cái phần này thì nó cũng hơi lý thuyết đó, là thực hành nha. Anh em là hỏi bật mic điện thoại luôn nha. Nhân cho em hỏi là ví dụ như là mình dùng quảng cáo YouTube á, quảng Ừ, cáo đã cái hết video rồi. của mình không? Alo anh Nhân ơi, Hay là Có biết người hỏi về anh Nhân anh ơi. giỏi quá alo anh Nhân ơi, nghe Có rõ không anh? gì sao sao chưa Ý hình là mình mà dùng quảng cáo YouTube á, quảng cáo cái video á, hoặc là mình dùng những cái công cụ mà tăng 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 comment hoặc là tăng lượt xem rồi á, thì nó có ảnh hưởng tới kênh của mình không anh? tốt chứ. Cái kênh của mình mà đã được kiểu như mà chạy quảng cáo á, thì thứ nhất là nó có tăng view nè, thứ hai là nó biết được là cái ông này ổng sử dụng cái YouTube là để chạy quảng cáo à, thì tăng view cho nó tốt thôi, và mình chi tiền nó thì nó tốt, nó cũng sẽ tối ưu, nhưng mà nó không đáng kể. Ở một là góc góc nào đó thì nó những cái video sau này mà mình tối ưu tốt đó, thì nó ưu tiên thế thôi, theo mình biết là vậy. Còn chưa thấy ai mà nói là ai mà gọi là chạy quảng cáo mà nó là tối ưu kênh đâu. Nó không có hại nhưng mà nó cũng không thực sự là tốt rõ rệt như vậy. Làm một video đăng lên nhiều nền tảng được không? Được mà. Vì hồi nãy mình chia sẻ cho trong cái ứng dụng Camaster thì nó có đã phân ra rất là nhiều cái nền tảng, cái tỷ lệ khung hình ha. Tỷ lệ khung hình mà ngang á, thì là dành cho YouTube, dọc thì dành cho TikTok và YouTube Short và Story trên Facebook. Còn màn hình vuông tức là tỷ lệ 1:1 á, thì để mình đăng Facebook, Zalo và Instagram. Đó. Thì khi mà các bạn làm đầu tiên thì các bạn nên tạo cái tỷ lệ là 90 9 16 16 90 là tỷ lệ ngang á, ở đầu tiên của thằng nãy mình nói rồi mà, đúng không? Hồi trưa chứ. Rồi. Đây nè, tạo nè. À, thấy không? Cái đây là dành cho YouTube nè. Cứ tạo trước một video theo tỷ lệ 16:9 này. Xong tiếp theo là mình tạo một cái tỷ lệ là mình đã tạo xong, mình xuất ra rồi. Xong mình tạo thêm một cái để cái này để mình đăng short
hoặc là TikTok, thêm tạo thêm một cái này nữa để mình đăng Facebook ha. Đó. Đây là tỷ lệ nè, tỷ lệ ngang là đúng không, đây là tỷ lệ nè. Được cái là cái camera được nó kéo thả là nó cũng nhẹ ha. Rồi có ok ha. Nè, thêm mấy cái nền tảng của còn gì nữa không mọi người? Cái Facebook á thì là thực ra là nhà, khi mà mình đã có fanpage á, mình đăng, thì nếu mà mọi người đăng thường xuyên một ngày một video á thì cái thằng Facebook nó cũng tối ưu mọi người dữ lắm. Nhưng mà gọi là các bạn phải thực sự là các bạn nói sao ta, thực sự chăm kìa. Thì tại vì fanpage á, nó có rất nhiều nội dung, thì để mà phát triển một cái kênh fanpage mà nó bài bản và được tối ưu, được để ý nhiều á, thì một ngày các bạn đăng phải tối thiểu là 3 bài, 3 bài tối thiểu, thì là video nè, bài viết và một hình. Còn nếu mà để cho gọi là thực sự mà khác biệt và thực sự là được để ý hơn á, thì các bạn một ngày các bạn đăng phải 7 bài. 7 bài là fanpage là để nó tối ưu nhất. Và không nên đăng sản phẩm sớm. Đầu tiên là thứ nhất là video nè, video dài nè, một video ngắn này là 2 nè, bài viết dài một bài viết ngắn là 4 nè, hình ảnh, 2 hình ảnh là 6, vì một video live stream. Đó, và một cái chia sẻ là 7 cái, là 8 cái. Nếu mà không livestream thì là các bạn đăng 7 bài là có thể tối ưu được cái kênh của mình, cái kênh fanpage. Rồi, bây giờ mình chắc mình tổng kết lại cái lượt của cái 3 buổi chia sẻ ha, để mọi người nắm rồi, nếu cái phần nào mọi người chưa hiểu thì mình sẽ giải thích thêm để cho nó trọn vẹn một cái coi như cái buổi cuối cho mọi người ha. Đầu tiên nè, rồi còn 23 người đang tham gia, tuyệt vời. Rồi, hôm trước là buổi đầu tiên á, thì là mình có định nghĩa cho mọi người lại cái video, sức mạnh của video trong marketing ha. Cái này là có thể là mọi người đã xem rồi. Và lý do tại sao là môi giới nên tham gia vào cái việc làm video marketing. Thì cái tư duy chủ chính là chủ yếu là khách ở đâu mình ở đó thôi. Cạnh tranh và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp của người môi giới. Thứ hai là phân phân loại ra những cái đối tượng môi giới nào nên làm. Nhưng mà theo mình á, theo mình thì các bạn từ bắt đầu từ tháng thứ 2 trở đi là các bạn có thể làm video rồi ha. Thì thứ nhất là trong thời điểm này nếu các bạn làm thì bạn sẽ học thuộc dự án hay hơn, nhanh hơn, các bạn sẽ có khả năng tự tin giao tiếp lưu loát hơn đó, nếu các bạn làm video. Rồi cái khả năng mà video khi mà các bạn làm, mới làm thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu nào, đáp ứng được cái việc nào cho các bạn, thì các bạn đăng lên YouTube, Facebook, TikTok, xây dựng kênh từ ngay từ ban đầu tiên. Rồi những cái thị trường khác thì họ cũng đã là làm rất là thành công rồi các bạn, gần như là ở thị trường mà đi trước Việt Nam tầm ba bốn một chu kỳ khoảng 5 năm trở lên thì họ đã đi làm video rất là dữ rồi, môi giới họ rất là chuyên nghiệp trong việc làm video rồi. Thì video là một trong những cái công cụ mà có thể là hỗ trợ được cái kênh bán hàng của bạn rất là nhiều luôn, rất là tốt, rất tối ưu luôn. Đây là cái quy trình bán hàng 8+2 dành cho gần như tất cả các loại bán hàng. Đây là cái mô hình phễu AIDA, gây đầu tiên là phải gây sự chú ý. Ví dụ như các bạn làm kịch bản video cũng vậy, đầu tiên là phải gây được sự chú ý, thứ hai là thích thú, thứ ba là ham muốn, thứ tư cuối cùng đó là hành động.
Đó. Rồi video sẽ hỗ trợ cho các bạn ở những cái kênh này. Tất cả gần như đều hỗ trợ hết. Và cuối cùng khi mà các bạn kết hợp với cái việc làm ebook nữa, thì các bạn mạnh dạn khai phá bất kỳ một cái thị trường bất động sản nào, một cái sản phẩm nào. Nếu các bạn làm tốt những cái kênh này rồi, thì chỉ cần ebook nữa thôi là các bạn kết hợp video nữa là hoàn hảo. Rồi, để mà xây dựng được cái thương hiệu cá nhân cũng như là làm video nó hiệu quả hơn, thì các bạn nên là có được cái sự nhất quán, có được cái sự nhất quán trong xây dựng những cái kênh truyền thông Facebook, website, Zalo hay tất cả gì đều phải nhất quán với nhau. Tiếp theo là hôm nay là bắt đầu cái hôm mà hôm qua thì bắt đầu là chia sẻ cho mọi người cái 6 cái bước thực hiện video marketing hôm qua và hôm nay là trong 6 cái bước này hết. Và đầu tiên là viết kịch bản, thứ hai là viết kịch bản. Trong phần cái viết kịch bản này thì các bạn phải là xác định được tối ưu được tìm ra được là nỗi đau sự sung sướng của khách hàng, chuyển có danh mục là tính năng và lợi ích ha. Còn quan trọng là xong phần setup bối cảnh, thì bối cảnh mọi người phải phải thực sự là cái khung hình nó phải chuẩn là tỷ lệ 2/3. Tiếp theo đó là cái ánh sáng, rồi âm thanh phải phải ổn, không ồn quá, ánh sáng phải là cùng chiều sáng, tức là ví dụ như Nhân đang để một cái đèn này đó, Nhân đang để một cái đèn đối diện này, khi mà Nhân tháo ra thì nhìn nó rất là tối, nhưng mà để cái ánh sáng này đứt rất là nóng luôn, nó rất là cảm giác con người mình rất là nóng, nhưng mà nó phải như vậy để nó tách biệt và nó làm sáng lên cái trọng tâm của khung hình mình cần diễn đạt. Quay thì các bạn quay theo cũng theo cái tỷ lệ khung hình đó, quay quay thì cứ quay ngang nhé. Nhớ quên 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 mọi người, trong cái phần này nè, thì mọi người ở tất cả cái công cụ mà các bạn làm thì nên đưa ra cái khung hình là 16:9, là để đặt cái màn hình ngang như này nè. Còn cái width á, cái width thì các bạn nên đặt 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 cái này thì là để cho các bạn đưa ra cái video mà video ngắn là tức thời các bạn, để các bạn đăng Facebook hay là Zalo nó thuận tiện thôi. Còn thực ra là khi các bạn chụp hình nè, các bạn phải nên để cái màn hình ngang như hết. Các bạn mà cứ để như ra đường, ví dụ các bạn cứ để những người mà cầm cái màn hình cái điện thoại chụp cái này nè, thì các bạn nhìn nó không chuyên nghiệp, nhìn là biết là không được, gọi là biết qua những cái gọi là hình ảnh hay video như này. Các bạn phải để màn hình ngang, làm cái gì cũng phải để màn hình ngang nha, đặc biệt là phải màn hình ngang, nhớ với mình là phải màn hình ngang, quay phim chụp hình gì để màn hình ngang, và tỷ lệ bạn là 2/3 nha. Rồi, bản là nó có 6 phần: tiêu đề viết ra, rồi ai ai sẽ có nên xem video này, là và mình là ai, nỗi đau là khách hàng là gì, sự sung sướng là nào, việc kê ra chiến lược hành động, tức là chuyển đổi tính năng lợi ích, và tiếp tục cuối cùng đó là kêu gọi hành động là thông tin liên hệ, call to action. Rồi viết ra nỗi đau và sự sung sướng thì nó có đã có một cái bản là danh mục cho các bạn đã viết rồi, mình đã up lên nhóm hả. Đây là cái tiêu đề cụ thể và mình cũng đã up ra 21 cái chủ đề và tiêu đề nội dung kèm theo để các bạn viết ra một cái danh mục những cái nội dung mà các bạn có thể viết phù hợp với sản phẩm của bạn, thì là bao gồm có nhà phố, nhà lẻ, hàng lẻ và dự án đã đầy đủ. Và khi các bạn ứng dụng vô thì các bạn cứ làm sao tương thích cái nội dung của bạn là được ha, rất là chi tiết và đầy đủ luôn. Thì bối cảnh quay các bạn tập trung vô 3 nền tảng là YouTube, Facebook và TikTok, thì là quay tại văn phòng thì mình có phông xanh, ánh sáng mà gimbal thì cái gậy đứng và gimbal là quay ở ngoài ha, công trình dự án, cập nhật dự án phải có cái gimbal các bạn, tại vì á, cái điện thoại như này nè thì tất nhiên là nó chống rung rồi, nhưng mà khi mà người xem á, tất nhiên các bạn cầm quay thì các bạn thấy nó không rung lắm, nhưng mà người xem người ta đưa lên cái tivi hoặc là cái màn hình máy tính hoặc là cái điện thoại tự nhiên thấy rung rung, xem người khác thì không rung mà tự nhiên xem cái video của mình rung thì người ta muốn out liền các bạn, và phải chống rung. Gimbal rẻ lắm, gimbal bây giờ có mấy đô các bạn trăm thôi. Rồi tiếp theo là những cái yếu tố nào ảnh hưởng tới cái chất lượng của video, một video thì là 7% nội dung thôi, nội dung nó chỉ chiếm 7% thôi, nhưng mà âm giọng và ngôn ngữ cơ thể là chiếm nhiều nhất. Thì khi các bạn telesale âm giọng nó sẽ là quan trọng nhất, nhưng khi mà video thì các bạn là có ngôn ngữ cơ thể, âm giọng và ngôn ngữ cơ thể, thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách là luyện ngôn ngữ cơ thể là chặt chém, mở tay khép lại, nhìn cảm xúc khuôn mặt. Tiếp theo là luyện giọng nói thì có là luyện hơi thở và luyện vọng họng, âm giọng thì có là trầm bổng nhanh chậm để đọc sách. Mỗi sáng nên bỏ ra 30 phút để các bạn đọc những cái âm điệu này, 30 phút thì các bạn chỉ cần là 3 4 ngày thôi các bạn sẽ thấy được sự khác biệt.
Rồi, cái quan trọng là nên là hoàn thành còn hơn hoàn hảo, đừng có đợi hoàn hảo rồi mới làm, sẽ mãi không hoàn hảo được đâu, phải là hoàn thành. Thì phần mềm mà để dựng video thì chủ yếu là sẽ dùng CapCut và CapCut. CapCut là dùng cho TikTok nhiều hơn, tại vì TikTok nó sẽ đưa ra những cái phông, những cái tiêu đề và chỉnh sửa nó dễ hơn. Còn chủ yếu là khi mà có làm YouTube và Facebook thì là nên là CapCut. CapCut thì miễn phí cũng được, không miễn phí thì cũng không sao. Rồi, tối ưu lên ba cái nền tảng này thì mình hôm qua hồi trước mình cũng đã nói là những cái nền tảng nào thích hợp, hồi nãy cũng đã nói 16:9 là YouTube màn hình ngang, 9:16 là màn hình dọc, là bao gồm có TikTok là bây giờ rất là thời thượng, thứ hai là YouTube Shop, thứ ba là Facebook Story, còn 1:1 là Facebook và Instagram cộng với lại Zalo nha. Zalo nó cũng sẽ tối ưu, mà không phải tối ưu nhưng mà nó sẽ hiển thị tốt hơn ở cái tỷ lệ khung hình là 1:1. Rồi, đúng rồi, cái này là TikTok cuối cùng rồi ha. Rồi, nghiên cứu từ khóa, nhập từ khóa, viết nội dung mô tả. 4 là nghiên cứu đối thủ, video cùng thị trường. Thì đó là để chủ yếu là mình xem là trong cái video của đối thủ họ diễn đạt cái gì, họ chứa từ khóa gì mình copy theo. Và nếu mà video người ta đã quá thành công, người ta đã là top thị trường, thì các bạn cứ mạnh dạn lấy đi, đưa vào mô tả để cho con bọ của Google, nó con bọ YouTube nó hiểu được. Và các thao tác tối ưu các thì mình đã chia sẻ ha. Rồi những cái cách mà nghiên cứu từ khóa là đây, 5 cách là keyword tool, keyword banner, có một số công cụ nữa các bạn, đừng có cố nhắc, cứ nhắc là những cái công cụ này, mình chỉ ví dụ cho bạn thôi, nhiều công cụ lắm. Rồi tiếp theo là Google Ads, Google Ali, nhầm nhầm chỗ này nha, để mọi người là theo dõi thông tin tin tức thị trường, để mình cập nhật tin tức và cũng như là mình có nhiều cái nội dung, nhiều từ khóa các bạn làm. Rồi Google tìm kiếm và YouTube tìm kiếm. Trong phần mô tả thì các bạn trong cái phần tiêu đề bắt buộc phải có cái từ khóa chính là đưa lên đầu tiên thì nó sẽ tối ưu hơn hết. Trong phần mô tả thì các bạn cứ làm theo này, độ dài 1.000 tới 200.000 từ. Trong phần mô tả, trong cái phần mà gắn từ khóa thì là nó có 500 từ, các bạn cứ làm sao cho 490 mấy từ là hợp lý nhất, thì thằng BigIQ nó sẽ đánh giá rất là cao, chia sẻ đó. Thumbnail thì các bạn là cứ lên Canva làm. Rồi chia cái mẹo là một các bạn chia sẻ 100 view trước, sau đó rồi mới bật chế độ công khai, chia sẻ thì chia sẻ lên Facebook, Zalo và đăng tin. Rồi hai cái ứng dụng mà để các bạn mà tối ưu thì là có Studio YouTube và Studio Facebook, đây là hai cái logo của nó. Rồi hết xong, đó là tổng kết cho mọi người. Ơi, ok ha mọi người ha, mọi người còn thắc mắc cái gì thì cứ bật mic lên mà nói. Anh nói lại về fanpage. Fanpage thì các bạn tùy các bạn. Mình thì mình xây fanpage cá nhân. Fanpage cá nhân thì là các bạn cứ đăng những cái chia sẻ đi dự án này nọ, nhưng mà về để mà các bạn tập trung tối ưu thì nó mất khoảng, nếu thời gian đầu tiên các bạn mỗi ngày các bạn phải bỏ ra khoảng 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng thì các bạn mới tối ưu được nó. Thì để mà tập trung á, các bạn phải đăng tối thiểu là từ 4 cho tới 7 bài một ngày nha. Một ngày thì trong cái phần Studio Facebook á, nó sẽ cho các bạn là lên lịch luôn các bạn. Lên lịch thì các bạn có thể là đăng trước đó 1 tháng, 2 tháng, 1 tuần, 2 tuần, 1 ngày, 2 ngày đó, đăng xong tới giờ nó sẽ đăng lên đó. Thời gian đầu tiên các bạn cứ tập cái thói quen là đăng fanpage. Fanpage thì các bạn là có 7 cái bài một ngày để làm sao cho Facebook fanpage tối ưu. Ok, xin file. Ok, sorry. Mình sẽ up lên đó thôi. Fanpage á thì là 7 bài đó. Đầu tiên là video dài, một video ngắn. Ngắn là tầm 10 mười mấy giây là gọi ngắn. Dài thì tầm khoảng là từ 3 phút trở lên ha. Tỷ lệ khung hình là tất nhiên là 1:1 rồi. Hình vuông. Rồi, hai video. Tiếp theo nữa là một bài viết ngắn và một bài viết dài. Là 4 bài.
rồi một hai hình ảnh, chia sẻ hai hình ảnh, đăng hai hình ảnh là thành 6. Một chia sẻ link, tức là mình chia sẻ từ link những cái từ những cái kênh khác về. Khi mà đăng nhiều rồi thì cái chia sẻ cuối cùng nó không sẽ nó sẽ không bóp tương tác các bạn lắm. Thì là 7 cái. Thêm một cái nữa là các bạn có thể phát trực tiếp livestream. Để tôi thấy nhiều việc để làm chưa? Môi giới nhìn vậy chứ nhiều việc để làm. Đó là này, hồi nãy giờ là toàn là nói việc là cái phiểu đầu tiên trong cái mô hình bán hàng, trong cái gọi là cái quy trình bán hàng thôi. Nhưng mà khi các bạn làm được rồi thì khách nhận được tới, lúc đó các bạn cứ tập trung chăm khách VIP thôi, chăm khách tiềm năng thôi các bạn. Rồi, ok. Nói chung là đầy đủ kiến thức, nói chung full hết rồi. Ai muốn xin file thì mình sẽ edit lại một tí, mình chỉnh sửa một tí, mình sẽ chuyển cho mọi người ha. Nhưng mà nên học sướng hơn chứ, xem file đâu hiểu lắm đâu. Đúng không mọi người? À, dạ anh Nhân ơi. Ơi. Dạ, à, em cảm ơn những kiến thức rất là hay mà anh chia sẻ. À, thì anh cho em hỏi cái này chút được không ạ? Em hỏi đi. Dạ, à, cho em hỏi là em có thấy một số các anh chị cũng chia sẻ cái cách mà để TikTok của mình lên nhanh á. Thì tại vì buổi đầu tiên em không có tham gia nên là anh Nhân có thể chia sẻ lại giúp em là làm thế nào để TikTok nó mình được tối ưu á. Và em thấy là khi mà mình bấm vào một số những cái nội dung á thì nó có cái mà gọi như là gọi là những cái nội dung hạn chế người xem. Thì những cái đó là anh có thể chia sẻ thêm một chút giúp em về những cái điều mình nên tránh khi mà mình làm TikTok không ạ? Hạn chế người xem thì cái đó anh chưa hiểu rõ là em nói về cái gì. Nhưng mà thôi bây giờ hồi nãy cũng đã liệt kê ra những cái mà nội dung về TikTok ha. Thì anh đi chia sẻ mọi người luôn. Hồi nãy anh đã tư anh đã sáng đã liệt kê như này nè. Thực ra TikTok á thì là anh cũng mới chơi ra thôi. Nói chung là lên tầm mười mấy ngàn, nó chưa là gì trên thị trường hết. Nhưng mà so với cái ngành nghề của mình đó, bất động sản mà đường mười mấy ngàn đó, thì nó thực sự là nó không có nhiều đâu. Anh nghĩ là anh phải làm nằm top top 10 á, top 10 những người mà chuyên về ngành bất động sản mà làm TikTok đó. Nhưng mà các bạn biết mình rất là nhiều rồi đúng không? Thấy là hiểu là được cái kênh TikTok nó tiềm năng cỡ nào đó. Bây giờ hỏi thiệt mọi người nè, bây giờ hỏi thiệt nha, để mọi người bớt gọi là e ngại trong cái việc làm video ha. Mọi người thấy cái vẻ ngoài của Nhân như thế nào? Nếu mà thang điểm 5 thôi nha, đừng có thang điểm 10. Thì theo mọi người nhìn kỹ cái vẻ ngoài của Nhân đó, thì là theo thang điểm 5 đó, thì mọi người sẽ đánh giá là mấy mấy sao kiểu vậy. Để mà mình phân tích cái chỗ này cho mọi người biết. Tức là vẻ ngoài ưa nhìn hay không, hoặc là kiểu nhiều cái đánh giá. Rồi. 3 trên 5 trời ơi, đánh giá 3 trên 5 mà. Bảy phẩy năm là sao? Thang điểm 5 mà. À. Năm kiểu 5 sao ấy, 5 sao là đánh mấy sao? Ok 3 trên 5 đúng không? Ok. Thì á, mọi người phải hiểu như này nè, thực ra khi mà mình đứng trước ống kính mình rất là ngại, tại vì mình nhìn thấy mình ở trong video mình rất là ngại, tức là mình quay cái video trước á mình rất là ngại, nên mình cứ nghĩ là người ta xem mình, người ta sẽ soi mói, người ta xem xét mình. À, bạn sẽ có cái thói quen như vậy thì mình ngại thì cảm giác như mình sẽ khó quay, mình mất tự nhiên, mình quay mình không dám đối chọi với cái việc đó. Nhưng mà thực ra là không ai để ý đâu các bạn, không ai để ý cái mặt mình như nào, không ai ai để ý mà răng biết nhăn có đẹp hay không đâu. Răng biết nhăn như này, răng khểnh thì thực ra là nó một cái điểm nhấn luôn á, nó sẽ khác biệt hơn người khác nữa. À đó, rồi mắt hiếp nè, rồi mặt mụn không nè, không biết chưa, mắt mũi 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 tịt nữa, thì nó đâu có gọi là thực sự là điểm 4, điểm 5 đâu, nhưng mà nó nằm ở điểm 3 đó. Nhưng mà khi mà mình làm video thì mình lại ngại, chính bản thân mình thời gian đầu tiên mình rất là ngại đó. Mình biết hiểu gọi là cái thời gian đầu tiên mọi người sẽ vậy, nên rất là ít, mọi người rất là khó chia sẻ. Và cái quan trọng là cái người Việt Nam mình là người ta, mình là sợ để bị đánh giá, mọi người cứ sợ, cứ nghĩ là người ta nghĩ gì về mình không à. Người thực ra người ta đâu nghĩ mình, và cho dù người ta nghĩ về mình cũng đâu quan trọng đâu các bạn, đúng không?
nên đó là cái rào cản lớn nhất để cho con người mình muốn làm việc thiện mà không được. Tức là việc thiện là gì? Muốn kiếm khách hàng, giúp đỡ khách hàng. Đó. Đây là cái chia sẻ theo theo cảm nghĩ của Nhân ha. Đó, thì vẻ ngoài mình không được đẹp nè, mình cũng cố gắng mình trau chuốt mà thôi, mình cắt tóc nó ngắn gọn và mình ăn mặc rồi là nó sáng sủa là được rồi đúng không? Nhưng mà cái quan trọng là mình chia sẻ những nội dung gì cho khách hàng. Còn ví dụ trên TikTok nè, riêng về TikTok đó, hồi trước đây nó chỉ có chia sẻ được những cái nào mà vui, hài hước và đẹp thôi. Bây giờ nó cũng vậy, nhiều cái kênh mà mấy con bé giống như Tiểu Hí đó, nó mới chia sẻ một video mà mấy triệu view phát là tự nhiên kênh nó hot, ai không biết, cả Việt Nam ai không biết hết. Ở Việt Nam ai chơi TikTok không biết hết. Việt Nam chắc bây giờ cũng còn 8 triệu người chơi TikTok. À, mà nó đẹp. Nhưng mà thực ra là đẹp đâu có giá trị gì lắm đâu. Khi mà về tầm 3 4 năm nữa nó cũng già đi thôi và có con khác lớn, có con khác xinh hơn, đẹp hơn, lên nó hot hơn, như vậy thôi. Nên nó không có nhiều giá trị trên cái TikTok. TikTok nó chỉ có giá trị khi các bạn chia sẻ những nội dung cống hiến những cái gì, giúp đỡ người khác trên TikTok thôi. Thì cái việc đầu tiên là các bạn phải chọn chủ đề. Không quan trọng là mình là có vẻ ngoài như thế nào, mình quan trọng là mình xấu xí hay mình đẹp. Trên TikTok có rất nhiều là cực kỳ xấu luôn nhưng mà làm rất là thành công. À, đầu tiên là các bạn phải chủ đề và đối tượng người xem của bạn. Ví dụ như Nhân tập trung đối tượng là người môi giới, Nhân muốn giúp cho các bạn môi giới làm việc chỉnh chu hiệu quả hơn, đừng có bỏ cuộc giữa chừng. À, tại vì nghề môi giới nó còn rất là gọi là thành gọi là nó còn phát triển được trong tầm khoảng mười mấy năm nữa các bạn, không phải là theo chu kỳ bất động sản nữa. Nhưng mà ai mà tập trung làm bất động sản đó, thì phát triển mười mấy năm nữa. Nhưng mà làm các bạn làm tầm 4 5 năm là các bạn đã có thể là thành lập công ty riêng và các bạn có cơ ngơi riêng rồi. Thì trong cái quá trình mà các bạn làm hoạt động cái gì cũng vậy thì nó có bốn cái nấc thang trong việc phát triển kinh doanh đó. Đầu tiên làm thuê thì các bạn là nhân viên môi giới, sau đó là các bạn sẽ là đi làm tự kinh doanh, tức là mình có thể là tự đi làm môi giới ngoài lẻ ở ngoài hoặc là làm ở những cái công ty mà nó không chịu lương nhưng hoa hồng nó cao, coi như các bạn cũng tự kinh doanh rồi. Tiếp theo nữa là làm chủ, tiếp theo nữa là đi đầu tư đó. Thì quay lại với nó là khi mà các bạn đã gọi là tập trung chia sẻ lên cộng đồng và các bạn xây dựng giá trị riêng như vậy thì qua một thời gian cái kênh của bạn lớn lên, tập trung đúng một người thì làm không hết nội dung các bạn, nhiều thứ để làm. Và thời gian đầu tiên chủ đề mới là quan trọng, đối tượng người xem mới là quan trọng. Cái bước thứ hai là gì? Làm video có ý nghĩa và giải quyết nỗi đau sung sướng giống như Nhân. Thời gian đầu tiên Nhân chỉ muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái mình gặp gặp phải. À, và mình biết là các bạn môi giới mới hoặc là ngay trong thời điểm này các bạn đang gặp khó khăn, mình tập trung mình chia sẻ những cái đó. Đúng không? Đừng có là viết ra những cái gì mà nó mơ mộng hão huyền quá cho người ta vô xem nhưng mà mình thực sự mình không làm được kiểu vậy. Làm cho video nó thực sự nó có ích, có ý nghĩa ha. Cái thứ ba là gì? Thời gian đầu tiên các bạn cố gắng là một ngày một video từ 15 cho tới 30 giây. À, với khung hình là 9 16. Và cái khung giờ cố định là các bạn mỗi ngày các bạn ví dụ thời gian tối ưu, nói chung là chẳng có thời gian tối ưu nào nhất hết. Cứ một ngày các bạn sắp xếp thời gian nào trong ngày, thời gian hoạt động đó nha. À, tránh cái thời gian nghỉ ngủ đó thôi. Thời gian hoạt động là từ 8 giờ cho tới là 22 giờ, TikTok nó online khuya rất là cao. Thì đó là thời gian các bạn đăng video. Cứ đúng khung giờ đó các bạn đăng. Khung giờ là có 2 tiếng. Ví dụ như là 6 giờ cho tới 8 giờ các bạn đăng là không hai 2 tiếng đó các bạn đăng. Đừng có lệch ra 2 tiếng đó. Đừng có cách nhau xa quá là được. Rồi sau một thời gian khi các bạn lên tầm 1.000, 2.000 hoặc là các bạn có khoảng một 1.000 người sub hay là 1.000 người follow hay là 2.000 người follow rồi, hoặc là các bạn có cái view các bạn lên tầm khoảng là 2.000, 3.000 đều 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 thì các bạn đăng video dài. À, đăng video dài. Rồi tiếp theo nó nữa là cái nội dung trong mỗi video á, trong mỗi video TikTok á, 3 giây đầu tiên nó là rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng, là yếu tố là sống còn của video. À, thì 3 giây đầu tiên mình phải nói về những lợi ích người ta sẽ xem được, hoặc là mình khơi gợi cái nỗi đau của họ, hoặc là khơi gợi một cái chủ đề nào đó người ta đang quan tâm. Là cái video mà 1 triệu view của Nhân đó thì lại nó nói về cái việc là xem video, à xem phim mùa dịch, à những bộ phim các bạn nên xem mùa dịch này, đó là cái video mà triệu view.
Đó là video con quay cái lúc mà trước khi giãn cách thì phải, như trước khi giãn cách đó thì mình, đó là cái 3 giây đầu tiên nó khiến cho người khác, cho dù nó rất là nhiều ngành nghề với nhau, người ta vô người ta xem thì người ta thấy à, nhưng mà những năm cái bộ phim đó mình chỉ nói về bất động sản thôi, dành cho những bạn môi giới bất động sản, nhưng mà những cái ngành nghề khác, những cái công việc khác, công nhân hay là giảng viên hay là nói chung rất là nhiều ngành, người ta vô bình luận, người ta like, người ta subscribe mình, nó kiểu vậy. Tại vì nó khi mà các bạn tập trung đúng một đối tượng thôi á, thì các bạn cái kênh của bạn đúng là nó chất lượng thật. Tới thời điểm này Nhân rất là gọi là tự tin là cái tỷ lệ follow của mình là đa phần là đúng cái đối tượng mà mình nhắm tới, là cái phần một. Nhưng mà lâu lâu các bạn cũng nên tạo một cái gì đó để những cái video nó lan tỏa hơn, lan tỏa đến nhiều người hơn, thì các bạn sẽ quét được nhiều cái đối tượng mình follow hơn, mình nhắm tới hơn. Đó, đó kiểu vậy. Đó là năm cái lưu ý thôi. Còn cái gọi là cái vi phạm nội dung hay là cái thằng TikTok nó gọi là nó có nó cho bạn là spam hay không thì rất là nhiều thứ. Cái đó là chuyên sâu, thực ra không phải chuyên sâu, rất là nhiều người chia sẻ trên TikTok thôi. Mình không nói tới. Thì đơn giản như là mình vi phạm cộng nội dung cộng đồng tới khoảng 4 lần rồi các bạn. 4 lần, thì cái lần gần đây nhất là nó chặn tới 7 ngày đó. 7 ngày là nó mới mở. Là lúc đó mình đăng cái chia sẻ cách đăng tin thì nó lộ số điện thoại. Mình quên xóa mất. Thì nó mình đăng cái video đó nó mấy ngàn lượt xem, nhưng mà tự nhiên là hơn một tuần sau thì khoảng một tuần mấy hai tuần tiện nó quay lại, nó quét tự nhiên nó phát hiện ra cái nó chặn mình, nó xóa, nó kêu là vi phạm hoàn và nó bật cũng bật mình luôn. Rồi vi phạm nội dung là gì? Đưa hình ảnh logo của công ty lớn nè, đưa số điện thoại nè, đưa bảng số xe nè đó, rồi bán hàng, cái hình bán những cái sản phẩm mà nó bị người ta report á thì cũng bị vi phạm nội dung. TikTok thì dễ, thì nhưng mà dễ dễ thì dễ đăng, dễ lên xu hướng lắm, nhiều khi là những video ngắn ngắn lên xu hướng, nhưng mà nó không nằm cái mục đích người xem, chủ đề hoặc là cái nội dung đối tượng người xem mình, nó cũng không có giá trị nhiều lắm. Nó chia sẻ với mọi người là cái việc cái TikTok ha, còn ai muốn cụ thể hơn thì đi chắc phải đi tìm thầy khác học đi. Nhân là không không có chia không có là chuyên cái phần này, chỉ chuyên cho chia sẻ cho mọi người là lỡ mọi người đã làm video rồi thì mọi người đã có một cái chủ đề sẵn là đối tượng người xem rồi, thì các bạn cứ mạnh dạn đăng lên thôi. Cứ đăng đều đều như vậy thì lâu lâu nó lại xô lên xuống, mà mình đâu có tốn gì đâu, chẳng tốn đồng phí tiếp thị này, mà tự nhiên là tiếp cận được rất là nhiều người. Mình biết rất là nhiều cái kênh ở trên TikTok người ta chỉ đăng sản phẩm thôi, mà lâu lâu có một video mà lên vài chục ngàn view là mình rất là khỏe, tự nhiên có một mấy chục ngàn người biết tới mình, biết tới sản phẩm, biết thị trường của mình đó. Đâu tốn đồng nào đâu các bạn, đăng lên đăng đúng khung giờ, đúng thời gian này đó, đúng như mình nha. Đừng các bạn đừng có đặt nặng quá thì tự nhiên thấy thoải mái thôi. Ok Cảm ơn anh Nhân nhiều nha. ha. Làm thôi, còn gì nữa không, hỏi đi anh em, vậy nên viết ra một cái mục tiêu. Một ngày làm mấy video? Đầu tiên là hoàn thành trước đi, một ngày hoặc là một video 2 3 ngày gì đó, đúng không? Đồng cùng nhau mà đăng lên cái nhóm đó rồi bắt đầu mình xem, hoặc là các bạn chia sẻ link đi nó, rồi mình sẽ vô mình chỉ cho những cái mẹo hoặc là những cái mà sai lầm các bạn. Tại vì như thời gian đầu tiên mình, cái buổi đầu tiên mình nói cái video nó rất là tiềm năng, nó cực kỳ tiềm năng, mà các bạn bỏ lỡ thời điểm này thì nó rất là phí. Bạn không làm thì sau này ví dụ như mình chia sẻ thành công, trong thời gian tới mình tập trung mình tuyển dụng qua qua dịch, mình thì mình sẽ tuyển dụng ha, mình tuyển dụng thì cái đây là một trong những cái mình chia sẻ tí, là cái đây là cái về thông tin công ty ha, thì đây là một trong những cái lộ trong một trong những cái khóa đào tạo của công ty mình, sẽ đích thân nhân đào tạo cho công ty một số bạn. Đây là dành cho những bạn mà khoảng bước qua tháng thứ hai, là Nhân sẽ bắt đầu đào tạo những bạn rồi. Tháng đầu tiên á, là Nhân sẽ test năng lực để mà biết là các bạn có phù hợp hay không. Thực ra cái đầu vào là mình cũng đã test rồi các bạn, nhưng mà qua cái buổi tháng đầu tiên là mình đào tạo cho là học dự án, tính năng là ít thị trường sản phẩm đó, xong bắt đầu là đăng tin tele sale, đi gặp khách hàng, tư vấn khách hàng như thế nào đó, rồi những cái kênh mà giao tiếp khách hàng Facebook này nọ trước đó hả. Sau bắt đầu qua tháng thứ hai là mình sẽ tập trung những cái này, thì tiếp theo nữa là DISC, nhận diện khách hàng, tiếp theo nữa là cách xây dựng mối quan hệ với khách hàng,
Rồi tiếp theo nữa là cách xác định nhu cầu của khách hàng. Tiếp theo nữa là cách chốt và cách xử lý từ chối, cách follow. Đó, nó có rất là sâu. Nên các bạn mà thời điểm này các bạn không đã bước vô cái Zoom này rồi mà không ra sắn tay áo lên mà làm, không đặt mục tiêu nữa thì thực sự rất là phí. À, rồi 20 người đang trong Zoom, hãy đặt câu hỏi đi. Mình có khoảng 15 phút nữa để trao đổi với nhau. Có không bắt chỗ nào của mình dặn hỏi nha, đừng có giấu cái dốt nha. Nói thiệt mình mong muốn là mình bỏ thời gian ra và mọi người cũng đã bỏ thời gian ra, thì có những cái chỗ nào mà không hiểu thì cứ cứ hỏi mình dặn lên. Tại vì mình biết là anh em lúc mà anh em bắt tay làm thì cũng có rất nhiều thứ trục trặc. Có ai hỏi gì không? Câu hỏi không về mới được được, nói chung là trong môi giới thì cứ bắt tay vô làm mà gặp trục trặc thì cứ hỏi sau. Ok, được 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 hết nha. Mọi người cứ trục trặc gì đó cứ post lên cái nhóm đó, thì khả năng cũng có nhiều người bị thì mình sẽ vô trả lời. Còn lơ đây là hỏi đi, hỏi đi, bật mic lên hỏi đi. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Anh Nhân ơi, tại vì em mới nên là anh cho em hỏi là làm sao để biết được cái mức độ quan tâm của khách hàng ha. Dạ ví dụ như là thời gian đầu khi mà em mới vào làm á, thì thường là em telesale cho khách, xong rồi nếu mà khách khách kêu là ừ ok em cứ gửi cho anh, thì em thấy là khách cũng có quan tâm, cho dù không phải làm dự án này nhưng mà bất động sản thì em cũng add thông tin rồi em gửi. Nhưng mà một thời gian dài thì khách cũng không phản hồi á. Hoặc là có một số khách thì chỉ like, một số khách thì hỏi một câu, một số câu những nó hơi ngắn một mức, thì làm thế nào để mình xác định được cái mối quan tâm của khách, cái mức độ anh, rồi khi nào mà mình nên hẹn gặp khách? Dạ em muốn nhờ anh Nhân chia sẻ. À, em cứ hẹn gặp thôi. Đầu tiên là khi mà em đã có danh sách rồi em phải hẹn gặp. Em phải làm sao là hẹn gặp được khách hàng, thì là lọc được khách hàng tiềm năng hay không em, tại người ta quan tâm hay không. Thì hẹn gặp nó rất là nhiều mẹo để các bạn là có thể hẹn gặp. Hẹn gặp thì đầu tiên là các bạn phải xác định được là mình muốn gì nè, mình muốn gặp để mình chia sẻ những cái thông tin dữ liệu đúng không, và mình xác định được nhu cầu khách hàng. Nhưng mà mình phải cho người ta biết người ta nhận được cái gì kìa. Ví dụ như cho dù là gặp mà không đúng nhu cầu hoặc là người ta không có nhu cầu đầu tư thì mình cũng xây dựng mối quan hệ cũng được, đâu có vấn đề gì đâu. Đi gặp là gặp ở nhà mẫu, gặp ở ngoài quán cà phê, là gặp ở nhà khách cũng được, không vấn đề gì hết, đúng không? Đầu tiên là mình phải hẹn gặp nha. Hẹn gặp thì nó rất có nhiều câu. Hẹn gặp, à, em ví dụ như đơn giản là em mang tài liệu qua tư vấn cho anh chị vào thời gian, à, ví dụ như em có ngày mai học, ngày mai hoặc ngày mốt, tức là ví dụ như thứ sáu, thứ bảy hoặc chủ nhật này em mang tài liệu qua tư vấn cho anh nhé, hoặc là ngày mai hoặc ngày mốt anh có thời gian em qua mang tài liệu, thời gian đang mang đầy đủ tài liệu qua để tư vấn và xác định là xem anh có phù hợp với giá này không, như vậy. Chứ mình đừng có cho khách hàng cảm giác như là mình qua là mình ép người ta mua, nó kiểu vậy. Đừng cho tạo cho cảm giác là khách hàng nó phải gặp mình là nó phải mua hay là nó phải giữ chỗ. Đó. Em chỉ muốn biết là anh có phù hợp với dự án này không, hoặc là em chỉ muốn gọi là làm quen hoặc là xây dựng mối hệ của anh thôi, còn mua hay không thì mình có thể tính sau. Đó. Đầu tiên là mình hẹn gặp, khi mà cái người ta cứ từ chối, ví dụ mình đừng có nói là có hay không, mình phải cho người ta hai sự lựa chọn thời gian nào đó. Đừng có nói là có hay không, đừng có nói là anh rảnh nữa nha. Mày cái từ rảnh là khách hàng ghét lắm, mình cũng ghét mà. Mấy ông cứ kêu là khi nào rảnh liên hệ, họ khi nào rảnh cà phê hay là khi nào rảnh mà alo, có khi nào rảnh đâu. Cái ông cho dù các ông rảnh, cho dù mình rảnh cũng không có nói là mình rảnh nữa, tại vì mình nghĩ cái từ rảnh nó không phù hợp. Ví dụ như mình gọi là sắp xếp được hay là có thời gian, à kiểu vậy.
Đó là những cái mẹo. Xong tiếp theo là xin một cuộc hẹn, ví dụ như các bạn mà ngại á, thì các bạn đi 2 người, mời khách hàng lên nhà mẫu thì không lên thì mình có thể là lên qua nhà khách luôn, hoặc là mời cà phê buổi chủ nhật, hay là mời đi ăn. Các bạn mời đi ăn ít có người từ chối lắm, bỏ ra vài gọi là 100-200 ngàn để gặp được khách hàng cũng được mà, không có vấn đề gì đó, mà đi ăn nói được nhiều thứ. Mình nếu mà mình có cơ hội thì mình cũng mời cà phê là mình đi ăn thôi, cảm giác thoải mái hơn. Còn mình mời lên nhà mẫu thì người ta sợ bị mua hàng lắm, thấy chưa? Đó là một trong cái mẹo để đầu tiên là mình biết là người ta có quan tâm hay không, rồi sau đó gặp rồi á thì mình mới gọi là thể hiện cái sự thiện cảm, mình thể hiện là mình là người chuyên nghiệp, mình là gọi là muốn giúp khách hàng thôi, chứ không phải là mình chăm chăm vô việc bán hàng đó. Để qua những cái động thái đó, khách hàng nó sẽ tin tưởng mình, để mình gọi là đặt những cái câu hỏi để mình xác định nhu cầu khách hàng xem có phù hợp với cái bất động sản đó không. Nếu mà người ta vẫn vẫn quan tâm nhưng mà cái dự án của mình nó không phù hợp thì các bạn cũng có thể lấy những dự án khác các bạn bán thôi, đừng có quá tập trung vào cái việc bán cái sản phẩm của công ty mình đó. Thì khi mà các bạn xác định nhu cầu khách hàng rồi, ví dụ như người ta đã có 5 tỷ mà cái bất động sản của bạn có tới 10 tỷ, nhưng mà người ta không vay được, dư nợ nó quá cao rồi, nhưng mà người ta vẫn muốn đầu tư thì sao các bạn, đúng không? Thì các bạn phải tìm cách khác. Anh ơi, anh có thể là cho người đứng tên, người khác đứng tên để người khác vay không đó, như vậy. Hoặc là anh ơi, có thể là anh nên đầu tư những căn mà giá rẻ ở trong phân khúc đó và ở khu vực đó luôn được hay không, để em tìm sản phẩm cho anh đó, như vậy không. Thì như vậy mình giúp khách hàng mà, đâu phải là mình ép hay là mình muốn bán hàng đâu, thì tâm lý nó sẽ thoải mái hơn mà mình chia sẻ nó dễ hơn. Đó là những cái bước đầu tiên nên làm á. Hoàng Lơ, hình như là em bán cái dự án của Masterai anh. Dạ vâng, em cũng bán của Master Life với cả của Mayhome ở Phú Quốc. Đó, Masterai thì nên gặp đi, tại vì khách có tiền không mà. Em mà gửi thông tin cho khách hàng, thông thường người ta thấy cái giá người ta sẽ ngợp, mà thực ra là gửi thông tin là một cái sai lầm rất lớn, là các bạn cứ gửi một đống thông tin cho khách hàng để tự khách hàng xem, nên gửi ít thôi, đúng không các bạn, gửi vừa thôi để cho có cơ hội để mình liên hệ lại nữa, đúng không? Và cái cuộc gọi telesale hay là khách hàng mới hay cũ phải chuyển qua cái việc mà hẹn gặp. Thì trong cái công ty của Nhân á, thì là có bốn cái nấc để mình đo lường. Ví dụ như là đầu tiên là danh sách khách hàng, từ những kênh nào đó, nó vừa đó hết là khách mới hoàn toàn, chưa gặp đúng không, chưa xác định được nhu cầu, cho dù là người ta hỏi mình về cái dự án đó mình cũng chưa biết là người ta phù hợp hay không, thì mình chỉ để là danh sách khách hàng là chưa gặp thôi. Xong bắt đầu là cái nấc thứ hai là đã hẹn gặp, tức là mình đã gặp khách hàng. Thứ ba là trong trong quá trình tương tác, tư vấn, xây dựng mối quan hệ và xác định nhu cầu, đó là nấc thứ ba. Và nấc cuối cùng, khi mà người ta đã phù hợp với dự án rồi, mình chuyển đổi tính năng lợi ích và mình chốt, thì mình biết được khách hàng nó không mua vì lý do gì đó. Thì bốn cái nấc đó để mình đưa vô mình đo lường. Chứ còn ví dụ như mình quá nhiều khách hàng đi, mình thấy ai cũng quan tâm, mà ai cũng có thể là đang tương tác với mình hết, nhưng mà mình không có cái gọi là không có cái lộ trình tư vấn như vậy, thì tự nhiên quá nhiều khách ở trên, cái miệng phiểu rất là lớn, nhưng mà tới dưới này nó chẳng thấy đâu hết, chưa có chuyển đổi giao dịch gì hết, là phải là có vấn đề, đúng không? Để phải là các bạn phải đo lường như vậy. Ok ha. Dạ, vâng, cảm ơn anh Nhân nhiều ạ. Anh Nhân ơi, em lúc đầu á anh dạ anh có thể chia sẻ thêm về về cái gọi là suy nghĩ hay là nhận định của anh về thời gian cuối năm này hoặc là cái tình hình sau dịch như thế nào không ạ? Câu hỏi này rất là hay đó. Và bây giờ trong đây có ai có thể là chia sẻ được cái cảm nhận của mình về cái thị trường bất động sản cuối năm hay không? Mọi người giơ tay phát biểu đi, chia sẻ giúp mình đi. Mình nghĩ trong đây có nhiều người nhận định tốt hơn mình đó. Rồi không có ai thì mình nói ha. Thì đây là cái ý nghĩ của bản thân thôi, mọi người có thể tham khảo.
tại vì bất động sản là một cái ngành nghề nó rất là lớn, rất là ảnh hưởng tới tới hoạt động kinh tế của Việt Nam, và có nhiều người ta rất trả lời rất là vắn tắt là gì, làm sao mà đoán trước được thị trường bất động sản nó đi tới đâu. Thì nhiều người ta trả lời vắn tắt là gì, tìm hiểu kinh tế, tìm hiểu vĩ mô, kinh tế vĩ mô đó. Thì các bạn trong thời gian vừa rồi dịch Covid, cho dù nó hành hành cỡ nào đi nữa thì những cái thị trường như Mỹ rồi châu Âu, Hồng Kông rồi Singapore này nọ nó vẫn tăng giá, mình nói tăng giá sôi động, vẫn sôi động. Sôi động là một chuyện, còn tăng giá là một chuyện, nhưng mà mình phải xét yếu tố là tăng giá. Tăng giá những cái nước đã phát triển rồi vẫn bị dịch Covid nặng nề nhưng mà lại bất động lại tăng giá, đó là một yếu tố. Thứ hai nữa là gì, thứ hai nữa là Việt Nam mình đang trong cái giai đoạn là nền kinh tế mở, nền kinh tế phát triển đang trong cái độ tuổi nền gọi là phụ thuộc vô gọi là cái nguồn 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 lao động của độ tuổi là trẻ, tức là từ khoảng 25 tới 35 các bạn, dân số trẻ. Thì người người ta thì đang trong tốc độ phát triển mà, và đô thị hóa là điều dĩ nhiên các bạn, đô thị hóa điều dĩ nhiên. Ngoài ra thì Việt Nam qua thời gian vừa rồi là kết nối rất là mạnh mẽ giữa của nền kinh tế mình với lại những nước châu Âu và đặc biệt là Mỹ, chứ không phải là phụ thuộc vào Trung Quốc hay là các nước Đông Nam Á, đa Đông Đông Á nữa. Nên thời gian sắp tới xuất khẩu này nó rất mạnh mẽ nên mình ít bộ phụ thuộc nơi, và là nói chung là đất nước phát triển và tốc độ đi hóa cao thì nền là đất bất động sản nó đã bị kìm hãm rất là lâu, từ khi mà siết chặt pháp lý những dự án ở thành phố Hồ Chí Minh và đất nền này nọ vừa siết chặt nữa, thì qua dịch khả năng bung rất là mạnh luôn. Nhưng mà tức là thị trường nó có tăng là một chuyện, bất động sản giá tăng là một chuyện, nhưng mà nó phải thêm một yếu tố là sôi động nữa các bạn, thì các bạn làm nó mới dễ được. Sôi động, có nhiều cái thị trường nó giá nó không tăng nhưng mà thị trường sôi động thì nó lại mình vẫn làm dễ, nhưng mà giá tăng nhưng mà thị trường nó không sôi động thì mình cũng khó làm. Nó nhiều phụ thuộc thêm yếu tố của sau dịch là nhà nước mình có mở hay không. Ví dụ như đầu năm các bạn thấy không, bất động sản đất nền này nọ nó hot, nó sốt kinh khủng luôn, thì mình làm rất là dễ đó. Nhưng mà sắp tới nếu mà tiếp tục siết như vậy thì thị trường nó cũng không sôi động, và giống như căn hộ thì là vẫn tăng, căn hộ giá căn hộ vẫn tăng nhưng mà nó đâu có sôi động đâu, nó chỉ có vài dự án ra. Đó là cái cảm nhận của nhân, nhưng mà khả năng tín hiệu tốt sau dịch nó tốt hơn nhiều, nhưng mà một số thị trường thôi, một số phân khúc thôi chứ không phải là toàn diện, tại vì dịch mà dịch ảnh hưởng kinh tế, một số người người ta bán hết bớt tài sản rồi người ta phải tập trung phát triển lại cái hệ thống kinh doanh người ta, chứ người ta đâu có thể nào bỏ tiền đi đầu tư mà được. Nhưng mà được cái là qua dịch này nhà nước mình bơm tiền vô ngân hàng nhà nước, người ta hỗ trợ bơm tiền xuống, bơm tiền thì nó có nhiều hình thức mình không nói sâu được, nhưng mà mình gọi là tiền trong, các bạn có hiểu như thế này nè, ví dụ như bây giờ cục tiền nó đang trước dịch tao đang trong dịch nó bấy nhiêu rồi không, đang trong dịch bấy nhiêu, tự nhiên qua dịch nó bự ra như thế này, bự ra như thế này, nhưng mà cái bất động sản nó cũng bấy nhiêu rồi, thì người ta đi đầu tư thì tự nhiên cái bất giá nó tăng hơn. Còn ví dụ như mở pháp lý làm phát thì là cái sản phẩm nó nhiều hơn thì nó vừa và nó không tăng giá, nhưng mà thị trường sôi động mình dễ làm. Đó là chia sẻ ngắn gọn cho Hòn lên vậy ha. Dạ vâng, em cảm ơn anh Nhâm nhiều ạ. Ok. Rồi ok, mọi người có câu hỏi gì nữa không thì mình tiếp mình chia sẻ tiếp. Còn không nữa thì các bạn cứ đặt mục tiêu ra mà làm thôi. Hoặc ai mà muốn sáng ta gọi là được hỗ trợ nhiều hơn thì cứ đăng lên Facebook đó, nhóm đó mình sẽ hỗ trợ hơn. Không mình nhắn tin riêng, chắc riêng cũng được, không vấn đề hết, mình hỗ trợ ha. Mình thấy nên một số anh em rất là kỳ, học 3 buổi xong rồi chẳng thấy cảm ơn, chẳng thấy đã gọi là ao luôn thôi. Hồi nãy lúc đầu tiên là hai mấy người, giờ còn 10 mấy người chẳng không thấy báo gì hết. Ok cảm ơn em rồi, cảm ơn mọi người đã tham gia cái buổi chia sẻ hôm nay. Để mà thành công trong nghề môi giới các bạn thì cần phải rất là nhiều kiến thức và kỹ năng khác.
Mọi người nên nhớ là nghề môi giới nó tổng hòa của rất là nhiều cái công cụ công việc khác nhau. Đây là một trong những cái công cụ để mọi người có thêm công việc và có thêm khách hàng trong thời gian sắp tới. Ngoài ra thì có rất nhiều cái cách làm khác cũng như là những cái công cụ để mình tối ưu từ chuyển đổi từ khách hàng tới giao dịch ha. Thì trong quá trình mà làm môi giới thì nhân cũng rất là mong muốn kết nối kết hợp với nhiều anh chị em trong nghề môi giới để thứ nhất là mình hoàn thiện hơn, thứ hai là mình được hợp tác sau này nữa. Thì qua đây thì rất cảm ơn mọi người đã tham gia cái buổi chia sẻ của Đức Nhân, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi mọi người có thể bật mic lên để có chia sẻ cảm nghĩ. À. Ok, mọi người bật mic lên đi. Mình chia sẻ rồi, cái gì mình out luôn, mình kết thúc buổi chia sẻ hôm nay luôn. Alo, bật mic lên, bật mic lên mọi người. Dạ rồi, cảm ơn anh Nhân rất là nhiều. Em nghĩ là những cái kiến thức này bổ ích đó, mà đôi khi là không có ai nên mà không biết là mà không là không có đem cái thời gian đó ra để mà mình gọi là đóng phí nữa, nên là em thấy là anh Nhân đã dành ra Mạng của em hơi yếu á. Ok rồi, cảm ơn Hoàng Lơ rất là nhiều. Thì giống như đầu tiên anh chia sẻ, anh chỉ có là muốn đóng gói cái kiến thức mình và xem chất lượng như thế nào thôi. Còn thực ra học thì nó là một chuyện thôi các bạn. Các bạn học mà ngồi trực tiếp với mình đây là các bạn hấp thu là nhiều nhất rồi, mà quan trọng là phải làm nữa. Còn những ông mà cứ mong muốn là chia sẻ cái video mà ghi hình đây hoặc là chia sẻ những cái file cho nó thì thực ra các ông cũng xem nó thôi. Chắc gì các ông đã làm. Quan trọng là cái tư duy mỗi người xắn tay dối áo đi làm thôi. Còn đã gọi là đã lười học rồi thì sẽ làm sao mà làm được cho thành công được các bạn. Đó là mình hơi gọi là hơi thẳng thắn một tí, nhưng mà thực tế là vậy. Mình ví dụ như mình đào tạo trong công ty anh em thì mình cũng phải là coaching, mình cũng phải là ra cái đề bài, ra cái bài tập để anh em phải làm thì nó mới có hiệu quả, làm nó mới có kết quả. Còn anh em học cái tới mấy cảm giác mình thích thú ngay lúc đó thôi, các bạn không làm thì nó cũng nằm im đó. À rồi ok, rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, coi như là hôm nay là Dưỡng Thành với lại Thông là có lon nữa nè. Có gì lo không? Có gì lo không? Lon buồn. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Có gì thì trong quá trình làm thì em sẽ liên hệ anh giúp đỡ rồi mà. Được được ok. Rồi anh thấy nào lon công ty anh. Cảm ơn anh Nhân. Cảm ơn anh Nhân nhé. Ok, vậy là bé em phải không? Rồi mọi người chào nhau cái đi, rồi mình kết thúc ha. Còn mọi người còn cần hỗ trợ gì cái liên hệ. Ừ, cảm ơn anh, chào mọi người. Cảm ơn anh nha. Chào tất cả mọi người. Chào mọi người.